Rồi, em xin chào tất cả anh mấy chú đã trở lại kênh của em nữa nha. Thì hôm nay em lên một số máy điện, đồ nghề, máy pin, dây điện nữa nha mấy anh. Đây, thì em được nhiều món đây nè. Đồ nghề em đây. Thì giá em thông báo ở đây là tất cả là em đều bao ship rồi nha mấy anh. Khách mới vui lòng cọc giùm em 50.000 những đơn hàng nặng giá trị cao, vui lòng cọc theo giá trị đơn hàng giùm em nha. Rồi thì bây giờ thì mấy anh mua hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi nhận giùm em. Đúng mặt hàng của mình đặt thì mình nhận. Rồi, thì mấy anh mua hàng thì cứ liên hệ qua hai số điện thoại gặp em và chốt hàng. Em vẫn chốt qua tin nhắn luôn. Nhưng mà mấy anh có thể nói chung là mình điện thì nó sẽ lẻ hơn mình nhắn tin ha. Rồi thì bây giờ em sẽ vô món đầu tiên của ngày hôm nay luôn nha. Rồi, số 1 em lên hai con này nha mấy anh. Hai con sẻ cành. Một con là của Bosch. Con này là sử dụng pin luôn nha. Dòng pin chọt nhưng mà cái này em không có thử. Cái này thì hai cái này em bắn mùi khỏi thử. Con này thì bị bể này nè mấy anh. Bể này DC của nó là 14.4, tua là 1.001 min trừ 1. Boss này thì chắc boss ra với Trung Quốc thôi nha mấy anh. Làm cái con này thì nghỉ không chịu ngồi hả? Làm này cũng dài, làm này cũng còn thấy cũng còn đẹp đẹp mấy anh. Nhưng mà cắt đứt không biết nha. Làm nó 4 tấc 2. Làm này 4 tấc 2, bể đây nha. Không công tắc boss được, dưới trước này nè, bể luôn. Rồi con Nati Natona này mất tiêu cái quay cầm rồi. DC của nó là 12V luôn, lam đẹp, lam 3 tấc 8. Lam đẹp nha, 3 tấc 8. Hai con này thì em bắn mù, không bao sóng nha. Với cái con này nó bị nút nút đỏ đỏ này nè, nó bị bể nha mấy anh. Đó, này tại nó khó thử quá em không thử được. Rồi, mã số 1, hai cây này em bán 150, bao ship nha. Số 1, 150 nha. Rồi mã số 2 em lên này. Số 2 là em lên cái con tỉa cành Makita. Anh nào mà về có lam á, hay là mình muốn lấy phụ tùng á, mình lấy. Chứ con này nó còn vậy thôi à. Con này là Makita, lam nó 4 tấc. Mã của nó là MUH404 V, DC là 18V, máy Argentina nha. Thì cái con này á, thì để em gắn pin này thì được nè. Tăng thân máy nha mấy anh. Ủa, nó có chạy đâu anh? 14 mới chạy hả? Chạy không chạy. Ý là 14 mới chạy. Ừ, 14 dưới kìa. Ủa 18 đó nãy trong con bắn dít mà. Biết đâu mà gắn con 14 rồi. Ở dưới kìa, con đó. Cục 18 đó nãy em mới đem vô. Nè. Chào. Hả? Biết. Hôm qua cũng chạy mà. Mà nay nó không chạy. Đưa. Tại cục pin này mới đem cái băng dít vô. Nãy anh xài ngoài nè. Rồi, xác luôn. Còn cháu không đem mấy nơi. Chậm ngàn. Nhớ hôm qua chạy mà. Chạy qua thử chạy nè, không chạy lên, chỉ còn lên đèn thôi mà anh, 100.000. Bán luôn, lỡ rồi bán luôn á. Mã nè, mã số 2 giùm em nha. Giờ ghim bim vô đó chỉ nó còn cháy bóng đèn thôi. Nhưng mà hôm qua em thử nó chạy. Không biết sau nay kỳ chứng kiện biết. Chỉ còn cái cốt thôi, cái ruột thôi nha mấy anh. Còn cái lam này mất tiêu rồi nha. Với cái này bể. Rồi, có lấy thì được lấy. Mã số 2 giá 100.000, bao ship nha. Rồi em lên tiếp mã số 3. Số 3 em là một con bắn dít Hitachi. Con này á VKH mã là Hitachi. Con này là Hitachi. Mã là VKH14DDL2. Con này BL không than nha mấy anh. Phải không? Con này không than phải không anh Tân? Ừ. Hitachi DC là 14.4 nha. Tua từ 0 cho đến 2008 min trừ 1. Đế pin trượt cho em bán thân máy không vỏ pin nha. Thì con này đầu bắn dít ga vô nhẹ nhàng. Gơ lắc con này có nhưng ít nha mấy anh. Gơ lắc là có nhưng mà cũng ít. Chỉ thân máy không vỏ pin. Còn pin này là em thử nha. Con này á, thì ngoại hình á, cái thun của nó thì có hơi trầy trầy, hơi dơ dơ, nguyên bãi luôn, chưa vệ sinh, chưa đụng chạm gì hết nha mấy anh. Máy chạy nè, full chức năng giùm em nha. Điều tốt mượt, thắng ok, đảo chiều, cấp chỉnh lực. Cái này là bóng đèn, này là bóng đèn. Này là báo pin, còn này chỉnh lực đây.
Rồi bây giờ em sẽ thử búa. Búa ok luôn nha mấy anh. Nói chung là con này em bán em bao chấm anh là full chức năng nha. Rồi mã số này là số 3, em bán giá là 900.000 bao ship nha. Máy ok, đẹp, full chức năng. Rồi số 4 em lên một con bắn vít. Con này ngoại hình, con này là hiệu là Makita TD171J. Con này là cũng BL không than luôn, dòng không than nha mấy anh. À, cũng là bắn vít luôn, đầu vít gây gơ nhẹ, gơ lắc con này cái đầu còn rất là cứng luôn. Cái độ gơ của nó là hầu như là muốn chưa luôn á anh, nhưng mà nó đầu nó còn cứng dữ lắm. Tua thì nó rất là nhiều cái dòng tua luôn, made in Japan luôn dùm em nha, 18V. Đây, đế trượt 18V ha, 171. Con này em chỉ bán thân máy, không vỏ pin nha. Con này là ngoại hình của nó là màu đen, hơi dơ dơ, nguyên bãi luôn, chưa vệ sinh. Thun thì nó hơi bị chạy ngay chỗ bóng đèn đó. À, thun này nó bị tróc đây xíu nữa, cái này không thành vấn đề, như vậy anh thấy còn rất là đẹp rồi đó, full chức năng luôn nha mấy anh, thân máy không vỏ pin. Đây đèn nè, hai đèn, con này đều tốt, rất là đã luôn, rất là mượt, rất là êm luôn, đảo chiều. Búa nè, mạnh lắm. Con này nó mạnh hơn con máy điện mình rất là nhiều luôn nha. Máy pin á, nó mạnh hơn máy điện dữ lắm. À, cái này thì là chỉnh lực cấp 1, cấp 2, 3, hết lóc. Còn bên đây là gì không biết. Bên cái nút đen đen bên đây gì không biết, với cái nút trắng bên đây không gành nha mấy anh ơi. Cái này chế độ gì ấy, em không biết nữa. Này anh nào gành thì nó về mình rảnh á thì mình dịch mấy cái chữ trắng trắng này nè, mấy cái cấp độ chỉnh lực gì đâu bên đây nè, em không gành nhưng mà em biết bên đây mới chỉnh lực nè, hết lóc, rất là êm luôn nha mấy anh, full chức năng luôn em nha. Rồi móc miết đồ còn luôn, dây còn luôn, ngoại hình không bể vỡ, chỉ có thun hơi trầy trầy nhẹ thôi, hơi dơ, về vệ sinh thêm em, màu đen. Rồi mã số 4 em bán giá là 1.800.000 bao ship nha. Mã số 4 1.800.000. Trời ơi con này giờ mất giá dữ lắm luôn rồi đó mấy anh. Chứ lúc trước khoảng 2 năm về trước là không có giá đó đâu. Rồi em lên mã số 5. Số 5 em ra một cái cục sạc Hitachi. Con này thì dây điện ok luôn em nha. Mã số 5 một cục sạc Hitachi, sạc được 14 và 18 luôn. Đây sạc nè, còn lên điện còn nhận sạc luôn nha mấy anh. Đó có quạt, quạt còn chạy luôn, quạt còn chạy im, nghe im nha mấy anh. Không biết mấy anh có nghe tiếng nó chạy không. Cái vỏ này thì ok, không bể vỡ nha, sử dụng điện 100V, nó chỉ nhận pin, pin là nguyên pin chưa đóng lại, còn pin đóng lại có nhận được hay không là em không rành. Dây điện thì bị đứt xíu nha mấy anh nè, nè hơi lú dây điện. Về mấy anh quấn keo lại giùm em, không thôi giật á. Thắng không nha. Lấy pin nha. Đây đây. Rồi, mã số 5, con này em bán giá 180.000 bao ship nha. Số 6 em lên một cục sạc bot. Ghim vô đi còn cái đó. Bot này mình có pin thử không? Có luôn. Cục bot này nó cái mã nó là AL1860CV, sử dụng là điện 100V. Nó sạc pin được từ 10V8 cho đến là 18V luôn. Sử dụng điện 100V giùm em nha. Nó còn lên điện luôn. Em có pin thử luôn nha. Cục này em có, nó có là có, còn nào không có là cũng bó tay á. Trời ơi. Chạy thẳng lên sao luôn. Nè thẳng chớp lên sao là sạc nè. Chớp là nó nhận sạc nha mấy anh. Yeah. Em chỉ bán cái cục pin thôi nha, không cái có bán. Ủa bán cục sạc thôi nha, không có cục pin à. Rồi mã số 6 em bán giá 350, còn nhận sạc pin gin luôn nha. Còn pin đóng lại nhận đó, sạc hay không không biết. 18 đến 14 18. Mã số 6 350. Rồi số 7 em lên một cục sạc Hitachi luôn. Dây điện ok, ngoại hình ok, có cổng USB luôn. Sử dụng điện 100V. Hiệu là Hikuki á, là nói chung là mình sạc pin Hitachi của mình á. Made in China. Sạc được 14.4 và 18V luôn.
Thì cái cục sạc này thì cũng nhận pin zin luôn, ok luôn nha mấy anh. Lên điện một chút xíu nó mới nha, chạy cái lần pin đỏ đỏ này lên là nó sạc á. Có cổng USB luôn, sạc chỉ nhận là pin zin thôi nha, pin đóng lại không nhận sạc hay không là em không biết. Có quạt luôn, chạy em gu luôn mấy anh. Nhận sạc nha mấy anh. Cục này em nói nhận sạc là em sẽ bao cho mấy anh nhận sạc nha. Còn với đồ điện tử này cũng hên xui, không biết sao được. Nhưng mà nói chung là nhận sạc thì em bao cho mấy anh nhận sạc. Rồi mã số 7 nha. Cục này em bán giá 230.000, chỉ có cục sạc thôi, không có cục pin nha. Số 7 230. Bao ship dây điện ok, cục này cũng ok luôn, không bể vỡ gì hết trơn. Rồi số 8. Số 8 mình là một cái cục sạc 10V8. Phải không? 7V2. Cục này là cục sạc Makita, sạc pin lithium luôn, pin zin. Rồi, cục sạc này nhận sạc được pin 7.2V, lại pin nhỏ xíu hồi nãy anh. Sử dụng dẫn điện 100V, cái này nhỏ không có quạt nha anh. Chạy em gu gì nè, chừng nào nó đầy thì nó chuyển qua đèn xanh thôi, nó chớp chớp đèn xanh thôi. Rồi, nói chung còn nhận sạc, nhận pin zin của em, còn nhận pin zin nha. Còn pin đóng lại nhận sạc hay không không biết à. Số 8 nha. Cái này em bán giá 130.000. Số 8 130.000 bao ship nha, dây điện ok. Ngoại hình cái cục này cũng ok luôn, không bể vỡ. Rồi số 9 cái này cái gì trời không biết. Của Tajima luôn. Có thủy luôn. Rồi cái này đo gì vậy? Nhấn này. Nhấn đâu? Rồi. Nổ không cha nội. Nổ nổ nổ. Nhấn đèn nhấn cái nút vàng vàng này là nó kêu kỳ vậy đó mấy anh. Nè. Em cũng không biết nó xài cho cái gì, em không biết nha. Có thủy đây với cái này màn hình hay tốt. Nó không có lên gì hết trơn, em cũng không biết nó xài sao luôn, có thủy ở trên luôn nè. Mà ngoại hình nó vậy nè, đó, made in Japan luôn giùm em. Mà em biết là làm gì em không biết. Cái gì nó để ở đây 25, 50, 40 là cái gì? Ở đây em không biết nha, made in Japan của Tajima. Mã số 9 này em bán 150.000. Số 9 150, bao ship là cái gì không biết. Rồi số 10. Số 10 em lên một cái đồng hồ kẹp em be. Đồng hồ kẹp nha. À, cái này của Nati Natonan nha mấy anh. Thì chắc nó cũng hơi cổ xíu rồi đó. À, nó đo ampe và đo volt. Đo ampe thì nó được là 300, còn đo volt nó thì nó đo được tới 600. Nè. Nói chung là còn lên nha mấy anh. Nhưng mà đồng hồ này nè, em cũng không biết đường con. Tại em đang xài quạt nhỏ lắm nè. Để lấy cái máy phạt. Và dở lên trên luôn. Nè. Nè còn lên nè mấy anh ơi. Còn lên ok nha. Rồi đồng hồ kẹp em be cũng hơi cổ rồi, nó chỉ có nhiêu đây thôi à, còn có không có dây viết gì hết trơn. Cái đo vô này nó không có dây cay dây gì hết trơn á, mấy anh về mấy anh mua. Rồi mạnh nói chung là đo em be thì còn lên. Mã số 10 nha. Số 10 em bán giá 300.000 bao ship. 11 em lên mấy cái mẫu hàng, mấy cái này thì em bán em thanh lý cho mấy anh này, em không thử nha, tại vì em bị đứt dây điện không à, cho nên không có thử. Một cây nè, đứt dây điện sát vậy nè mấy anh, nó đứt chứ không phải em cắt đâu. Cây này súng keo. Cây này đụng đứt dây điện mà cái mỏ hàng chà bá lửa vậy nè. 4 cây. 5 cây, cái này mất đầu. 6 cây. 7 cây. 8 cây, cái này không có đầu luôn. 150.000, mã 11 nha, mù 150. Không thử. 12 lên dây hơi. Dây hơi, cái cuộn dây hơi á mấy anh. Dây trời ơi, này cũng lấy máy thử nữa. Rồi cái cuộn dây hơi này chiều dài của nó là 15 mét nha mấy anh, có đầu vô đầu ra luôn.
thì cái đầu thì em thấy dây nó cũng có hơi bị vậy nè, nó hơi dùng dùng hay nó bị giãn gì đó không biết nữa, mà nó hơi có khớp 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 mà à. Nhưng mà em thấy nó còn đẹp, em sẽ thử cho anh là nó sẽ không bị sụn. Nó bị quắn quắn á, vậy nè, làm như nó hơi nó mạnh quá rồi nó bị hả? Như là tao cuốn á. Cuốn hả? Cuốn nè, đúng. Thử đi. Chiều dài của nó là 15 mét nha má anh. Dây liền luôn. Không biết xài cho nội ơi. Em kêu vô chỗ ấy. Đợi em. Đợi em bơm lên bình hơi lên xíu. Rồi rồi. Thì nó hơi cuốn cuốn vậy đó anh, dây nó hơi cuốn cuốn vậy đó, nhưng mà em bơm hơi lên nó gì nó cứ ngắt hay ghê quá, em sợ nổ quá à, bảo chắc xài không được quá. Bỏ qua này đi chứ làm sao vậy? Bơm lên nó căng lắm, mới ấy hơi vô thôi mà nó căng thù luôn đó. Rồi. Thấy ghê lắm này, bỏ qua đi. Em sợ là nó nổ. Em không dám thử luôn. Có đó bỏ qua mẹ đi. Rồi. Rồi mấy anh 13. Cái dây này thì khỏi thử, ok. Dây này dây rửa xe nha mấy anh. Chiều... Không có đầu thử. Hả? Không có đầu thử. Nó chỉ như vậy, vậy nè. Không có đầu thử, nó chờ còn cái đầu vô vậy nè. Có đầu ra không? Có đầu một hả? Ờ, hai đầu. Nè mấy anh, nó dặn găng nha. Rồi cái đầu này đầu ra vậy nè. Nè, gắn trong cái máy rửa xe á, mà em không có đầu thử nha. Dây này rất là cứng. Nó cứng trong là cứng lắm. Dây cao áp vậy. Cứ ngắt à, kéo nó không có, nó không mấy luôn á mà, nó cứ ngắt luôn á, làm nó có lớp cao su ngoài, ở trong có lớp gân nữa thì rất là cứng luôn. Chiều dài cộng này là 27 mét nha, em đã trừ hao cho anh rồi luôn tới 27 mét rưỡi, nhưng mà em trừ hao cho anh còn 27 mét 27 mét luôn á. Chiều dài của nó là 27 mét, không lỗi nha. 13 em bán giá là 950, bao ship cho quần này cũng nặng lắm, mà dây này nó dữ lắm, ngắt à, chứ không phải là mềm nha mấy anh. 13 nha mấy anh, 950 bao ship. Còn cái đầu này mấy không biết nữa, nếu mà nó không vừa cái máy của mình thì về mấy anh cắt này, đầu này bỏ xong rồi mình đi làm cái đầu khác ở đây mình nhóc. Mày, cái gì ta không vừa vậy, ta mua cái găng cho vừa chứ cắt khỏi đầu kia nữa là uổng lắm. Đúng hả? Ừ. Ai biết muốn làm sao làm. 13 nha mấy anh, 950 bao ship. Rồi em lên tiếp 14 em lên cái cuộn dây nè. Ủa cuộn ống nè mấy anh. Ống này nó kêu giống như là mình ống để mình bơm nước vậy đó, gắn vô motor này kia xịt xịt rồi, hay là bơm nước rồi đó mấy anh. Nhưng mà cái này nó giống như là cái guộc xe vậy đó. Thiệt, nó giống vậy luôn á mấy anh. Ở trong em thấy có gân gân nè, với cái này là như là dạng là mũ á. À, cái này thì anh nào mà có sinh bùng hay này kia rồi cũng được hết. Em nghĩ là nước nó sẽ không có bị dỉ ở ngoài á, làm như nó như là cao su vậy đó mấy anh, như mà cao su như mũ như guộc xe vậy đó nè. Phi này khoảng nhiêu trời đó mẹ, vậy được không? Chắc em nghĩ là ống 49 đó mà, 49 hoặc 42 thôi, chứ cái này em nghĩ chắc ống 49 quá à. Cho 49 đi, để đôi bề ngang thì về thử đi ha. Vậy đôi về không biết không ta, em cũng không biết nữa. Em nghĩ là ống 49 á nè. Đôi bề ngang dày nó thì nó là 85 nha. 85. Rồi. Là ống 42. 42 hả? Em đo hết kẹp thì 49. Đâu? Đôi dày nè. Nhưng mà nó tròn lại nhỏ nữa. Này vậy là 42. 42 49 gì đó nè. Nói chung ống 42 bên 9 vậy. Nhà là nhiêu mét? Phải không? 14 15. Này giờ không biết nhiêu mét luôn, mấy anh hỏi bác ế nè. 14 mét hả? Cái cồn này chắc 14 mét hay nhiều chứ trời. Tại vì hỏm ế lại cho nên là không biết nhiêu mét, giờ không có đo lại luôn. Cho 14 mét luôn đi. Chứ em thấy nhiều dữ trời, 14 mét vậy. 14 nha mấy anh, giá 300 ngàn. Rồi 15. 15 em lên dây điện nha. Cộng này chiều dài của nó 4 mét rưỡi, dây của nó là 15A 125V.
cổng này chiều dài của nó là 6m, 15A 125V luôn. Rồi cổng này hiệu là Makita, 12A 125V. Còn cổng nào nữa không? Tổng cộng chiều dài cái này là 9m rồi, chỗ 9m, 9 với 6 là 15 nha. 15m, 3 cộng, 3 cộng với nguồn có chui, 15m, mã số 15, em bán giá 230.000. Dây là đẹp, không lỗi, không có bị đứt nó lại nha mấy anh. Chỉ hơi bị dính keo này kia thôi à, chứ dây còn liền lạc. Chạy thì nó cũng hơi chạy sơ sơ à, chứ nó không có bị xước vô dây điện nha. 15, 230.000. Rồi 16 em lên này, máy cộng, 3 cộng luôn. Cộng này Hitachi, Nhiêu A không có thấy luôn. Nhiêu A nó không có để nha. Tầm 12A, chắc 12A. Rồi cộng này Makita 12A 125V, chiều dài của nó là 6m. Rồi cái cộng này là nó cái chui, nó có thay cái chui rồi hay là nó vậy em cũng không biết luôn anh. Cộng dây này là 15A, cái chui á nó để là Hitachi 15A 125V. Thì cộng này 7m rưỡi, cộng này 6m, với cộng này 4m rưỡi. 6 với 4 là 10m rưỡi, 11, 18m. 3 cộng này 18m nha anh. 18m lận. Dây ba có 3 chui luôn. Dây thì bị dơ dơ vậy nè, chứ chạy sơ sơ thôi, với nhưng mà dây nó còn mềm. Mềm, không có bị đứt nối, không có bị quấn keo, không có bị xước vô tay ruột. Chỉ bị chạy xước, chạy nhẹ nhẹ, có cái vỏ nhẹ nhẹ thôi. 16, 260.000, cộng 3 cộng này 18m. Rồi em lên mã 17. Dây này là dây nguồn, nó không có chui, nhưng mà dây đẹp. Cộng này 7m rưỡi, 3 ruột ở trong, chắc em nghĩ là tầm 12A trở lên nha. Rồi cổng này cũng 3 ruột ở trong luôn, 6m rưỡi. Rồi cổng này cũng 3 ruột ở trong luôn, 3m rưỡi. Còn nữa không? Rồi cộng nữa. Cổng này nó 2m8, lại nhiều rồi, cộng phụ ơi. 7m rưỡi, 6m rưỡi, 13, 14m. 14, 14 với 3m rưỡi, 17m rưỡi, 18, 19m rưỡi. Dữ hả? Sao bán 230? Chị không có chui. 19m8, 3 cộng này 19m8 phải không, cộng lại cái 6m rưỡi cũng như là 7m, 14m, 14 với 3m rưỡi là 17m rưỡi, 17m rưỡi, 18, 19m rưỡi, 20m, cộng 5m, 2m8. Ông nội ông cộng gì ông nội? 20m, 20m3, 20m nha mấy anh, 4 cộng này 20m, dây đẹp mềm. Đẹp thiệt, dây này đẹp mà nó không có chui. Rồi dây này thì nói luôn mà dây tầm 12A hết nha mấy anh. 230. Chừng nãy em cộng lộn rồi đó. Không phải em cộng lộn mà bị cộng thiếu 1 cộng. Cộng thiếu 1 cộng rồi đó. 250. 250 nha mấy anh ơi. 250 mấy anh, tới 20m rồi. Cộng thiếu 1 cộng 2m rưỡi á. 28. Ừ, 28 á. 17 nha, 250 bao ship, chiều dài 4 cộng này. Ủa, 5 cộng rồi 4? 4 cộng. 4 cộng 20m. 20m3. Rồi em lên tiếp cái nồi này 18, 4 cộng luôn. Cộng này thay chui rồi nha mình, nhưng mà dây này tầm 12A nha, chiều dài 6m. Cộng này Hitachi hay gì 4m rưỡi. Cộng này 12A luôn, 4m rưỡi. Cộng này 4m rưỡi, 4m rưỡi là 9m, 9 với 4m rưỡi là 13m rưỡi. 13m rưỡi với 6m là 19m rưỡi nha mình. 4 cộng 19m rưỡi. Coi dây này cũng có dây nhỏ nè. Rồi với nói chung là còn mềm hết á, nói chung là còn mềm. Dây đẹp, không có bị quấn keo, không có bị keo quấn keo với đứt nó lại nha. Rồi đủ rồi. Rồi hết luôn, 4 cộng này em bán giá 250. Quên nhiêu mét tiêu rồi. 4m rưỡi, 4m19 là nhiêu? 312. 4 3 12 12 13 13 13 19m rưỡi. 4 cộng này 19m rưỡi, mã số 18, 250.000 bao ship. Chứ mà dây điện mấy anh yên tâm, đây có quấn keo em giục chân rồi. Dây không, nó có quấn keo vô, nhưng mà em cắt á. Nói chung là cắt tới mấy cái quấn keo chân rồi. Dây xài được nha mấy anh. Chỉ chạy xước nhẹ thôi chứ không có bị không có bắn vô ruột đâu. Coi cộng này và nguyên cái đống này thì nó là dây nguồn không có chui. Chiều dài cộng này 6m rưỡi, cộng này 7m.
Ủa có 2 cộng hả? 2 cộng. Phải không? 3 cộng, cộng. Đây 1 cộng nữa là 3 cộng 6 mét. Cộng phụ coi 6, 12 12 rồi, 6, 2, 12 6 cộng 12. Mấy? 6 mét, 6 cộng 6 mét rưỡi. 6 cộng 6 mét rưỡi rồi. Cộng 7 mét. Cộng 7 bằng 19 mét rưỡi. 19 mét rưỡi mã 19 luôn anh. 260.000, dây tầm khoảng 10A. 10 này có 1 cộng này 3 guộc, còn 2 cộng này là có 2 guộc thôi nha. Đó. 19 mét rưỡi. Yeah. 19 mét rưỡi mã 19, 260.000, dây thì cũng chỉ chạy xước nhẹ thôi, không có bị quấn keo nha. Còn mềm xài được. Rồi. Một cuộn dây lulo, trong cái lulo em cắt ra mấy anh. Cuộn trong dây lulo nha, lulo dây điện á. Cộng này là của hàng Nichido. Còn thấy hiệu, còn thấy hiệu luôn nè. Nichido nha. Dây ở trong ba guộc mềm chà bá lửa luôn. Dây này chắc 2 chấm á. Cái guộc ở trong chắc 2 chấm á. Dây rồi. Là Nichido nè. 2 chấm. 2 chấm. Dây Nichido 2 chấm nha anh. 2 ba guộc nha. Nè, dây này dây lớn luôn á. Rồi chiều dài tổng cộng cái này nguyên một có một nùi này luôn, một cộng một duy nhất 14 mét. Dây thì nó hơi bị dơ, chạy nhẹ, không có bị đứt, nói lại. Còn cũng mềm. Số còn thấy số. Rồi, mã số 20 em bán giá 330.000, nùi này 14 mét, cắt trong cái cuồng lulu dây điện nghe mấy anh. Rồi em lên máy khoan, còn một con khoan duy nhất luôn nè. Của hỏi mà máy khoan xe mình nhờ má bán không đủ luôn. Rồi con này con Hitachi. Sử dụng điện 100V công suất 480W, dòng tua từ 0 cho đến 2009. Có điều tóc, có đảo chiều, khoan thường và khoan búa luôn. Đầu kẹp con này 13 ly, hơi bị kẹt nhẹ. Ủa? Ra vô được, ra vô nhẹ nhàng. Nè, ra vô ok. Có điều tóc không? Có. Chỉ nhau lửa không, lửa lớn nha mấy anh. Dạ ok em. Khoan thường nè. Ủa sao khoan búa? Khoan thường nè. Khoan búa nè. Đảo chiều ok luôn nha. Dạ ok. 200.000. 21 dây điện ok luôn. 21 200.000 bao ship. 22 một con cắt gỗ Ryobi mấy anh, dây điện ok mềm nha. Đế Atamon sử dụng điện 100V công suất 1050W, dòng tua 4700, lưỡi 190. Đế Atamon nè, không cong nha. Bọc lưỡi còn luôn, lưỡi đang sử dụng lưỡi hợp kim cắt cây, lưỡi 190 luôn nha mấy anh. Lưỡi này thì ok, nó không có mẻ găng nào giùm em nha. Rồi. Chim điện. Rồi. Thắng từ ok. Có nheo lửa nhẹ nha mấy anh. Rồi. Rồi, con này 270.000, 22 270 bao ship. 23. Em là một con cắt gỗ Makita, sử dụng điện 100V công suất 650W, lưỡi 160, tua 4700. Ủa tua 4000. Cái con này thì nó in cái gì vậy nè em anh, in nổi vậy nè. Thì nó ịn á, nó ịn năng mũ á cho nó dính chảy là vậy thôi chứ nó không có bị bể gì hết, dây điện ok. Cái con này lưỡi banh chành da lông rồi. Lưỡi banh chành da lông rồi. Với nó bị thiếu con ốc mấy anh. Con ốc này ấy nè, mất tiêu rồi. Con ốc này thì bị cuộc gì, dây chì rồi. Mất tiêu con ốc rồi, vậy anh nào có con ốc bỏ vô mềm em nha. Thanh lý mấy anh 150.000. Dây điện ok, lưỡi hư rồi. Chạy ok, thắng luôn ok. Ngon lành luôn. Nheo lửa vậy? Thôi nheo lửa nha. Thôi nheo lửa chứ hơi gung gung làm sao. 150.000 em anh, 23 150. Rồi 24 em lên một con nhám băng mấy anh. Này gì vậy, mất ốc rồi. Trời đất ơi. Cái nắp này không phải có nói mà anh. Nhưng mà lo ốc thì như ngay luôn á. Đây ngay nè. Dưới ngay luôn, nói chung ngay lo ốc hết á. Về mấy anh ấy, mấy anh bắt ốc lại nha. Một con nhám băng. Con này hiệu Hitachi, mã là BGM50. Sử dụng điện 100V, công suất con này là 210W.
con này á đá tất gửi giùm em nha. À, còn nhám của nó là 50 nhân cho 710. Con này nó có thể dòng tô của nó là đâu coi này. Lấy tay ra coi dòng tô đâu. Dòng tô 3.000 3.600. Rồi một dòng tô nữa là 1.150. Với một cái dòng tô là 1.380. Đó. Còn cái này á, thì mình có thể điều chỉnh đứng được luôn. Và đứng được luôn và nó nằm ngang như vậy cũng được luôn nha mấy anh. Thì cái nắp này á, nó mất tiêu rồi. Nắp nguyên zin của nó mất tiêu rồi. Nhưng mà em có cái nắp này vừa. Thì mấy anh về mấy anh bắt ốc vô mà em. Đá này còn nguyên luôn nè. Ủa Nghi đưa sao ngủ rồi? 115 nè. La tim. Đây đưa chai G7. Mình muốn nghiêng xuống mình nhận này nè, nó này sao nghiêng ta? Bị dính này rồi không nổi. Có dính này đâu. Ủa có cái đồng khoan luôn, gì kỳ vậy? Ủa gì kỳ vậy? Ê vậy là cái người vậy cái dòng tua kia không để cái khoan ta? Vậy là cái dòng tua dưới là cái đầu khoan hay gì vậy đó mà nè. Ủa con này xây sao trời? Giờ nó không xây được đó. Được, xây được nha. Thôi vậy thôi để về nghiên cứu thôi. Chứ mình đâu biết. Vừa giờ hết rồi. Nó có lục chiếc này nè. Đó. Rồi vẫn chưa ghe hết nó. Dầm đó Nghi. Đó nè mấy anh, nó lật lên được. Có cái đầu khoan đây 10 ly nha mấy anh. Còn luôn nè. Trời đất ơi, cái đầu khoan này em mới thấy luôn á mấy anh, thiệt. Mới thấy luôn, mới lên mới thấy luôn. Cái đầu khoan nó kẹp cái mại gì vậy nè. Cái cỡ cái đầu khoan này 10 ly nha. Khung này còn đẹp luôn, chưa nhấu nứt. Chưa nhấu nứt luôn, khung này còn đẹp luôn á, rất là đẹp luôn. À rồi chạy. Rồi chạy nè. Đá bên đây còn như nhiều gin luôn á. À, này kiểu này nè, cái này cũng như không có nhám. Không có nhám á, nó không có gị được á. Định làm kêu. Vậy này mấy anh có chung còn liền lạc mấy chức năng full hết nè. Lên xuống cũng còn ok luôn. Vậy mấy anh chỉ việc là nắp này dặn đây rồi sơn rồi lại cho mới rồi lụm. Đạn nghiêm luôn, không có kêu đạn. Rồi. Cái nhám này Hitachi mà các cô cũng dễ mua mấy anh. Nhám 50 nhân cho 710 nha. Chắc chiều dài là 7 tấc mốt hả? Bề ngang 50 5 phân. Đúng rồi. Bề ngang 5 phân. Đúng rồi. Rồi, mã 24 con này em bán giá là 3.500.000 bao ship nha. Luôn. Cử bên đây còn, bên đây cũng còn luôn. Chân cẳng còn nguyên không bể. Còn đầy đủ không bể nha. Đít đát còn. Rồi. Con này mã số 24 giá là 3.500.000 bao ship. Rồi em lên một con vậy bán 500.000. Coi lưỡi, coi lưỡi đi. Con này một con cắt gỗ Makita. Mã của nó là 5401, sử dụng điện 100V, công suất là 1350W, tua 2600, lưỡi 365 đến 380. Mấy này còn đẹp hết. Ok mấy anh. Bàn là bàn sắt. Còn lên xuống ok, bàn đầy đủ cửa này kia đầy đủ hết, bọc lửa đầy đủ hết. Đầy đủ hết. Ba tấc sáu. Vậy. Nè nó chưa tới đây. Nãy ba tấc mấy? 365 vậy lưỡi 365 nè. Nếu 38 mới tới đây. Lưỡi này lưỡi hợp kim nhưng mà cái me của nó em thấy là nó chỉ mình có thể vậy để mình về mình cắt được một lần hai lần. Me này là nó để coi. Thôi nó bị cục rồi. Cục dạng như nó mài nhiều không anh? Ê, me là hình như còn đủ luôn á. Còn đủ me luôn không anh? Nhưng mà me nó ít nha. Nó mài có chút xíu à. Thì vậy để về cắt nhiều thì cắt được nhiều thì cắt một lần hai lần, còn mà mấy anh cắt ít ít thì mình cắt được nhiều. Rồi. Đang gắn lưỡi 365 điện nha. Còn mấy điện nó bị nói nè. Rồi thử đi. Ngoại hình thì đẹp. Nè. Bàn cũng đẹp luôn, tại hổm gãy nhà em xịt nước cho nên nó hơi vàng vàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
okay em tới giọt cuối cùng luôn nha mấy anh. Mã 25 600 nha mấy anh. 600.000. Em làm 600. Rồi em lên tiếp 26 dao. Trời ơi, đống dao này em lụng. Nó cũng như dao được người đợt đó em phát trực tiếng đó. Bán hết rồi, chỉ giờ còn mấy cái dao này nè. Giờ thì gom hết đống này bán cho mấy anh luôn chứ làm cái gì nữa hơn giờ. Thì cái dao này nói chung là dao có lỗi, có dưa, có này kia tùy lượt, dưa mẻ này kia cũng có luôn, tùm lum. Cho nên đó là em mới thanh lý cái giá này hết nguyên một cái đống này luôn 200.000 nha. 26 200.000 cho hết cái đống này luôn. Nói chung là dao lỗi, dao này dao kia tùm lum, nó hư cán này kia nè. Về phải chỉnh sửa mới sử dụng được chứ không phải vậy để về xài được nha. Ở đây thì em chỉ đếm số lượng thôi. Nó sẽ có dao xài rồi dao nhỏ, dao mũi nhọn rồi dao cắt bánh mì, cắt bít tết ô tù lưa luôn. Nhưng mà em tính là dao hết em đếm số lượng thôi. 3 cái 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 hiệu cay luôn nè. Rồi 41 cái 200.000 mã 26 giá 200 bao ship. Rồi 27 cái này đồ bếp mà, nhưng mà cái này nó không có muỗng gì nẻ nhiều nha, nó chỉ có đồ bự bự vậy thôi à. Nó bự bự vậy thôi à, chứ muỗng nẻ này ít nha. Nè nó có đồ ép này nè, ép thịt hay ép tắc, ép gì không biết nè. Nó vậy nè, ép gì nè, em cũng không biết nó ép gì. Này đồ nẻ thịt. Nói chung này mấy cái này nó còn dơ lắm anh. Thì ai về thì mấy anh vệ sinh nha. Cái này em không có rửa ít gì trơn á, sao để vậy em bán luôn à. Nẻ thì nó cũng có mấy cái nẻ inox nhưng mà nó hơi dơ, về rửa mà em. Này làm gì chả lửa luôn. Mấy cái giá nữa nè. Này đó đều xiên thịt, da sạn, muỗng nẻ. Này là cái đồ bào, chả má lửa luôn. Cái này cũng đồ bào hay gì á, không biết. Nẻ. Này đồ ghim thịt nè, xiên thịt để nướng á mấy anh. À, đồ khui bia, gọi này làm gì không biết. Đồ đập thịt, đồ khui hộp. Mấy cái nhỏ nhỏ này là cái đồ để đổ khuôn bánh hay khuôn câu câu gì không biết nữa. Hà chiên trứng gì không biết nữa mấy anh. Nè. Này gì không biết. Này là mấy cái niên, mấy cây cây này để mình xiên. Cây này xiên để ăn ốc, còn cây này để xiên thịt nướng nè. Nè mấy cái này thì để mình chiên trứng hay làm bánh gì đó không biết. Nè mấy này xiên thịt. Một cái giá, một cái bàn ủi đào gì không biết nữa, cái muỗng. Cái này đồ gấp. Một cái đồ để kẹp cái nồi. Một cái đồ bào, cái nĩa, cái sạn, cái đồ khui xanh banh. Một cái giá nữa. Một cái đồ bào, một cái đồ bào nữa nha mấy anh. Cái này gấp cái chén mà chân đồ phải không? Gấp chén chân đồ hay gấp cái nồi cũng được. Mã 27 nha, 130.000 bao ship hết đóng luôn, hơi dơ vậy xin mềm. Rồi em lên móc an toàn. Trời ơi. Này bán gờ vậy đi trước đi. Này thì nó còn có cọng dây nhiêu đây nè, với cái móc Tajima. Cái này thật vô an toàn được nè. Rồi cái này cũng còn cái móc, cái này thì còn dây vậy ra được luôn. Dây này chưa tua nha. Nè. Dây này thì mấy anh có thể về mình có thể mình làm gì đó rồi làm mình cuộn mình cẩu mình gấp cái gì đó cũng được. Còn cái này cũng của Tajima luôn, có hai cái móc. Cộng dây ra cộng 5 tấc vậy nè, đã 5 tấc. Dây có móc luôn ha. Rồi hết đóng rồi luôn. Tới 4 cái móc lận nha mấy anh. 4 cái móc 200.000, 28 200. 29 em có mấy cái khóa quanh hơi nè. Mấy cái quanh này nè mấy anh, nè, một cái quanh hơi nè. Ki gì KIT2. Cái quanh này, cái quanh nó bằng thao, bằng đồng gì đó không biết, bằng thao quá à. 1/4 nha. Còn cái này thì cũng nó hơi vàng vàng đó mà không biết nó số mấy không biết nữa, còn dặn được nha mấy anh. Nè. Dặn được. Còn cái này nó còn nguyên cục cho bả lửa luôn, nhưng mà em bán cũng tính cái cục này không à. Cũng như bán ba cái tê thôi á. Rồi mã 29 giùm em nha, 150 bao ship. 29 150. Rồi em lên 30. 30 em lên dít hết đóng dít này luôn, em bán 150.000.
vít này á thì là vít thông dụng, đầu mà thông dụng hết, vít vít căng cây căng mũ, vít đóng, vít ô tô luôn chưa, vít dẹp với vít ba ke thì em bắt hết cái đóng rồi luôn. Nói chung là cũng có vít lỗi mọ cũng như 40-50 cây, hư cho 1 chục cây đi vậy đi, nhưng mà hư nhầm khi là nó bị cong này kia thôi, nhầm cái đầu hư thì ít nha. Nói chung là mấy cái này là mình còn xài được hết nha mình. Đầu hư cũng có nhưng mà ít, cái số lượng hư nó rất ít, rất là ít luôn, còn đầu mình xài được thì nhiều nè ha. Này em đếm số lượng thôi, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44 cây. Trời, còn 2 muỗng này bên trên. 44 cây nha mấy anh. Mã 30, 150 ngàn. Rồi, vít này đồng giá luôn. Vít đẹp đẹp không nè. Đồng giá 150 ngàn. Rồi, ở đây thì em có 2 vít mà anh, 2 vít ngắn nha. Bà cha cái chậm. Nè, 2 cái vít này á, là vít ba ke, đẹp nha. Một cái XK11 luôn, B1. Cái này chắc B2. Cái B1, cái B2 nha. Ngắn. Một cây hồ lô bằng cây nè, vít dẹp đẹp nha, bự dẹp bự nha, đẹp. Một cái cây này vít cắn cây, vít đóng, đầu ba ke, bé thứ hai đẹp luôn. Cây này vít trừ cũng đẹp luôn. Mánh lên da băng luôn nè, đẹp luôn nha. Rồi một cái vít đóng chà bá lửa luôn, độc lạ luôn, đóng nha. Đầu chà bá lửa luôn bằng đẹp mà cũng dài nữa, tầm 2 tấc rưỡi nha. Rồi cái cây này chà bá lửa luôn, đầu này bé thứ 3, bé 4 gì đó là bự lắm. Cây này tầm cũng 2 tấc rưỡi, 2 tấc 8 gì đó nha mấy anh, dài lắm mà đóng luôn. Rồi với cây này đóng, cây này 2 tấc, vít này đầu BH2, đầu thông dụng nè. Rồi với cây này á, vít tự động luôn, hiệu vịt xẹo phải vậy, Made in Tokyo da băng luôn, vít dẹp nha. Vít này vít tự động 2 chiều đảo còn ok mà em nha. Rồi đó, rồi chịu hết được luôn. Gì? Nó nhớt quá trơn quá không có được luôn. Rồi, rồi ok. Còn dặn được nha mấy anh. Rồi hết đóng rồi luôn, 150 ngàn. 31, 150 hết đóng rồi luôn. 32. Trời ơi, này nó mới đã nè. Vít này chít chít không à. Sửa đồng hồ điện tử gì đó mấy anh ơi, nhưng mà nó thấy cưng lắm. Nè, thấy cưng không? Cây này nó còn mới lắm á, tại mà bị dơ em không có rửa, không có sạc nó thôi, chứ đậu nó còn đẹp mà em nha. Này bị xeo luôn á, mà nó gắn ngủ cái cưng lắm. Rồi thêm một cây vít dẹp nữa, dẹp này cái đầu đẹp luôn, hầu lô luôn nè, cái cây đẹp luôn mà nhỏ xíu rồi nha, tầm khoảng ngón tay em thôi nè. Rồi thêm mấy cây này nhỏ nhỏ nè, để coi mấy cây này nhỏ nhỏ nè. Mấy cây này nhỏ xíu xíu luôn, mình thì dặn đồng hồ điện thoại này kia thôi nghe em, dặn mấy cái gì mà nó nhỏ thiệt là nhỏ luôn á. Cây này 4 ly nè, nó để nè, 4mm nè, hiệu là EGS gì nè, nó bằng nhôm á anh. Còn cây này cần cắn mũ vịt xeo, đầu đẹp luôn nha. Rồi cái câu này, cây này bằng đồng, bằng thao, bằng đồng gì vàng tươi à, chiếc dẹp. Mấy cái đầu này nói chung á tất cả đều còn đẹp hết nha, đẹp. Cây này Made in Japan luôn nè. Rồi cây này vịt xeo luôn nè, xịn xịn không mà vịt xeo luôn nè. Còn mấy cây này là mấy cây nhỏ nhỏ, mấy cái vít này trời, có một bé tí teo luôn. Cái này khoảng 3 lóng tay em à, hết đóng rồi luôn nè. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 cây. 13 rồi cái này nữa. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 cây nha mấy anh. Vít này độc lạ không á. 23 cây, mã 32, 150 bao ship luôn. 33 lên cái này là vít lục giác. Cây vít đó mà anh, mà lục giác nha. Thì cái này á, em không có phân biệt, không có đo được là lục giác mấy đâu. Tại vì nó... Đâu? Xíu sao thấy được.
nè, như cái này nè. Ôi trời sao thấy đường trời. Nói chung mà lục giác nha mấy anh, lục giác đầu nè, đầu bông đầu thường gì nè. Nha, lục giác bình thường mà nè. Bình thường, lục giác bình thường. Có lục giác bông nè. Ôi cái này mà kêu em nhìn thấy sao mà thấy được. 2 4 6 8 cây mà bự nhất luôn. 10 là cây 4 ly á. Nè, 12. Đưa nó lại. Của anh mới dẫn. Hết như đây luôn nha anh. Nè, bự nhất là nó có 4 ly thôi đó. Còn mấy kia nổi kia nhỏ xíu rồi nha. Mười mấy cây á, quên tiêu rồi. 33 nha mấy anh, 150, hết đóng rồi luôn 150.000. 34 em lên vít nữa. Hôm nay á thì nó gò mà vít ra ba ke, vít dẹp rồi vít điếu luôn. Nè. Bao nhiêu đây nè? Bao nhiêu đây là vít nè? Nhiêu đây là vít nè, cây dẹp nè, cắn cây đóng nè, đẹp nè ha, đầu đẹp. Còn cây này độc lạ luôn. Đầu này hơi tróc tróc một xíu, tróc nước sơn gì một xíu rồi, nhưng mà đầu đẹp lắm nè. Đầu bự nha. Còn đẹp, nhận được. Một cây vít đóng nè. Ủa bậy bậy bậy, như cây vít đầu cũng bự vuông 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 nè. Rồi cây này hiệu Makita nè, đầu này bé 2 nè. Cái một cây dẹp nè, đầu đẹp luôn nè. Một cây này Vixel nè, đầu đẹp nha, nhưng mà bị tróc hơi xíu rồi, Vixel hồ lô luôn. Rồi còn lại như đây, vít này là vít vít điếu nha. Điếu này đều là cắn cây hết nha. 5 ly rưỡi, 5 ly rưỡi, 7 ly, 8 ly, 10 ly, 12 ly. Với cái cây này 14 ly, 150.000 luôn. 34, 150, 3 xếp. 35 anh, em lên kèm. 2, 4, 5 cây kèm. Lấy dây điện hay hả? Rồi. 5 cây kèm này em bán 150.000 một cây này. Có ấy luôn, cắt nè. Cắt đứt luôn nha mấy anh. Ok, còn bén nha. Một cây kèm mỏ nhọn, có lỗ tức dây điện hiệu KSK luôn. Nhọn mà dạng vô dọn cong vậy nè nha. Ok, đẹp. Một cây kèm cắt cây này hiệu mé ghi. Lưỡi đẹp. Găng đẹp lắm, cây này găng đẹp dữ lắm luôn mấy anh. Còn cây này kìm cắt, có lò xo luôn, cắt đứt luôn, bạc bạc. Một cây này hiệu hot gian, tước dây điện. Tước dây điện, chơi tước luôn. Còn bén luôn, tước ok luôn nha. Còn lò xo luôn, nhưng mà nó bị tét cái cán, bị tét một xíu rồi, tét xíu mũ rồi. Hot gian, da băng luôn. Rồi, hết đóng kìm này, 150.000. Mã số 35, 150, 3 ship. 36 em lên đóng kèm này 1 cây, 2, 3, nhiêu? 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 7 cây dữ rồi. Một cây kèm cắt lớn mà anh hiệu là ma gì? Manly gì đó. Nói chung là cái cán của nó hơi bị dơ nha. Cây này size 2 tấc. Lưỡi thì ở ngoài thì không có mẻ, ở trong mẻ 2 lỗ. Mình cắt ở ngoài thì còn rất là bén, ở trong lũng lỗ đó mà anh đừng cắt không đứt đâu. Rồi cây này hiệu mé ghi, có lỗ tức dây điện, kìm mỏ nhọn luôn. Rồi cắt bén ngót luôn, mà cái mỏ nó hơi bị cong cong xíu nha. Chút thôi, mình ngoảnh chút à. Một cây kìm cắt, cây này hiệu Blub. Yêu, cắt đứt luôn. Cây này không hiệu gì chân á, cắt đứt luôn. Một cây này cũng không có hiệu gì chân. Kìm găng nhỏ nhưng mà cắt còn đứt nha. Một cây kìm mỏ nhọn không hiểu gì chân. Mã cây này hơi nặng mà anh. Đó. Nhưng mà cắt đứt. Rồi theo một cây kìm găng, cây này cũng hơi nặng luôn, hiệu là Denko. Hơi nặng nha, mỏ thì nó hơi dính mỏ hàng xíu rồi, nhưng mà găng đẹp, miệng đẹp, thấy chưa hở chưa mẻ. Rồi hết đóng mình luôn, 150.000 luôn. 36 150 hết đóng mình luôn. 36 150.000 bao ship luôn. 37 em lên kèm nữa. Như này 2, 4, 5, 6 cây kèm 150.000 luôn, bao ship luôn. Một cây này ơi, nhỏ xíu mà cắt đứt dữ hả. Miệng thấy không được đẹp nhưng mà cắt bén dữ hả. Một cây kìm găng nhỏ mà anh không có hiệu luôn, nhưng mà có lò xo. Cắt cũng đứt luôn nha mấy anh nè. Cắt cũng đứt, hơi nặng chút à. Một cây kìm cắt nhỏ xíu, cái miệng này cũng còn đẹp nè. Để cắt đứt không? Đứt. Đứt nha, ngọt luôn á. Nhưng mà có một cái quai này sao nó hơi bị cong cong sao á, nè nó hơi bị quỳnh quỳnh. Một cái kìm găng. Kìm găng này thì lưỡi đẹp không mẻ. Trời ơi ngọt luôn mấy anh ơi, không hiểu gì chưa mà nó cắt đứt dữ vậy. Bén dữ vậy.
Rồi một cái hiệu mé ghi rồi, đẹp nhất cái nách luôn. Thiệt cái này đẹp. Cái này đẹp lắm anh. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bén gì kìa. Cây này không có cắt nha, mỗi nhọn không có cắt. Rồi đóng rồi luôn, 150.000. Mã mấy vậy? Mã này mã 37 nha, 150 kìm này đẹp chưa? Cái nào cũng đẹp chưa? 38 là một cái kéo giống như kéo bóp vậy mà anh, trời mà đẹp nha. Có chữ Nhật luôn em. Kéo này hình như chưa xài nha mấy anh. Lưỡi đẹp, không mẻ, không gỗ, không hở luôn, mỏ nhọn luôn, chưa hả? Không. Có bô lê nhưng mà nó không có nhầm. Có liếc nhẹ miếng xíu bô lê rồi. Nhưng mà nói chung là còn rất là đẹp nha. Còn đẹp, cây này đẹp. Cây này size là 1 tấc 95. 1 tấc 95 còn vỏ bọc luôn. Khá là đẹp. Như cái bóp ấy mà anh, cái bóp mà cái bóp dạng mỏ nhọn. Rồi, còn hộp vậy luôn nè. Mã 38 giá 300.000, bao ship. 39 em lên mấy cái đầu mở, mở cái đầu khoang nha mấy anh. Nó có 6 ly rưỡi, 10 ly và 13 ly luôn cũng có nữa. Như đây nè, 2 4 6 8 một chục cục. 39 130.000. 40 150.000 bộ dũa, đẹp nha. Một cái dũa nhọn đẹp nè. Ngay dũa bầu nhỏ xíu này bị gãy khúc hay gì mấy anh ơi, nhưng mà còn đẹp lắm. Một cái dũa vuông đẹp luôn. Một cái dũa tam giác cũng khá đẹp. Một cái dũa bầu đẹp luôn, không gỗ mấy anh ơi, có hiệu gì chữ gì luôn nè. Một cây này dũa bầu nữa, đẹp luôn. Cái dũa bản nhỏ hơi có xài rồi nhưng mà còn đẹp lắm. Cái này cũng đẹp nè, thấy không, đâu có bị dính gì đâu, ba vớ viết gì đâu. Này cái dũa tam giác này cũng đẹp luôn, nó có xài chút xíu thôi, ngoài cái là cạnh thôi, còn ở trong đây rất là đẹp luôn. Một cái dũa bầu chà bá lửa luôn cũng đẹp luôn ha. Nó đâu có ấy đâu mà, nó đâu có bị gỗ hay bị ấy gì đâu. Nè cái này thì nó hơi bị vàng vàng thôi chứ còn nhám dữ lắm, bự chà bá lửa luôn, hơi cong này nè. Rồi 150.000, mã này mã 40, 150 bao ship dũa, 150.000. Thằng ơi, lấy xuống nè, mệt quá trời đi. 41 em anh, kéo cành nha. Cây kéo này nhỏ xíu à, lưỡi đẹp không mẻ dùm em nha. Còn khít không mẻ nhưng mà không biết bén không. Cắt mẹ em dây điện thử, rồi ôi thôi ngọt luôn mấy anh ơi. Cắt dây điện ngọt ngót luôn nè. Nó là mấy anh biết rồi, chắc cắt cành còn đứt mà ha. Nhưng mà cây này size nhỏ mấy anh ơi, lò xo này kia còn đầy đủ luôn. Nhưng mà size có chút xíu xíu thôi, size có 1 tấc 6 thôi nha. Với một cây kéo nhấp. Cái nhấp này còn mới chát luôn, chưa xài luôn hay gì á. Kéo nhấp này có chữ luôn nha, chưa bu lia luôn, quá đẹp. Còn trong hộp luôn mấy anh ơi. Kéo nhấp này ai thợ may thấy cũng khoái, nhưng mà không biết cái này có bên sai không. Chuyện ra. Vậy hả? 41 em anh, 150 bao ship, tưởng đâu kéo nhấp của thợ may chứ. 41, 150. 42 mấy anh. Em lên mấy cái đầu khoan nè. Trời ơi, xịn không, đầu găng không nè mấy anh ơi. Này ra vô. À, nó dặn ra dặn vô ok nha. Đầu cái này á, nó là đầu của Mỹ luôn, USA đầu cái gì mấy ly trời. 10 ly. Cái đầu này 10 ly dặn găng nha. Rồi cái này đuôi con, cái này 10 ly cũng dặn đuôi con luôn mà ra vô nhẹ nhàng. Rồi cái này đuôi con. Đuôi con cái này đầu này 10 ly luôn, cũng ra vô nhẹ nhàng. Cũng còn ra vô được nha mấy anh. Cái găng này nó cũng bị hết găng, hai găng nó bị thưa rồi nè nha. Rồi cái này dặn đuôi, dặn găng luôn. Ồ, dặn găng này cũng hiếm lắm, ít lắm á mấy anh. Cái đầu này 13 ly, dặn găng, ra vô nhẹ nhàng. Cái này còn đẹp luôn, mấy cái găng này đẹp. Rồi cái này cũng dặn găng luôn. Dặn găng này, đầu này 13 ly luôn nha. Dặn găng luôn nè. Nó ra vô nhẹ nhàng, đầu đẹp, găng đẹp. Chỉ có một cái là cái này nó xấu thôi. Có cái găng này xấu thôi, còn lại là như cái này đẹp hết. Được tới 3 cục găng lận, 3 cái dặn găng lận nha. Còn hai cái này là đuôi con. Rồi, 5 cục, mã 42, 230.000. 43 lên lưỡi bào. Cái này gắn vô đây hả trời. Cái này em có 2 cặp lưỡi bào nha mấy anh. Lưỡi bào này á là nó này vô đây nè. Ủa, này vô đây nè. Phải không trời.
Này ở đây hả? Bao này là bao lưỡi 82 nha. Cái này Makita. Này Makita. Makita không anh ơi? Hai cái Makita không? Một lưỡi này mẻ. Lưỡi này cũng hơi mẻ nhanh nhanh nhẹ anh. Lưỡi này, hai lưỡi này cái nào cũng hơi có mẻ nhẹ chân á. Nhưng mà mẻ cái dạng này là mài được nha. Em thấy mẻ như vậy là em thấy hình như nó còn mài được. Nó hơi móp móp nhân chút xíu à. Còn mài được nha mấy anh. Rồi hai cặp lưỡi. Cái này đâu đâu để mài hả? Cái đồ này để gắn vô lưỡi vô mài gì nó gì cui à. Nè. Rồi 180 ngàn. Mã 43 nha. Nắp đầy đủ nhưng mà không có ốc. 43, 180 bao ship. 44 là mũi khoan sắt nè. Ồ, mấy mũi nhỏ nhỏ không anh nào mà đang kiếm mũi nhỏ thì ok. Nó nhỏ siêu siêu luôn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mũi mà anh ơi. Trời ơi ông nội ơi, mũi này nhỏ dữ, không thấy đường luôn. Cũng gạn mắt bị đuôi mà còn vậy nữa. Mũi này có 2 ly. Trời 2 ly không ông nội, 2 ly rưỡi trời. Ly 8, ly rưỡi gì á mà anh ơi. Nhỏ dữ lắm luôn, không thấy đường luôn mà. Này 2 ly nè. Cái gì? Rồi xong làm gì nước uống nước trà. Này 2 ly rưỡi. Trời, nhỏ xíu xíu không. Này 3 ly 7 na chi. 3 ly 2 HXX. 4 ly 4 na chi. Mũi này hơi xấu nha mấy anh. Mũi này mài rồi nè, xấu quắc à. Mũi này 5 ly rưỡi. Mũi này 5 ly rưỡi luôn. Mũi này nó là 5 ly. Không thấy hiệu gì hết trơn. Tại vì em bị bay thôi chứ không phải là không có hiệu. Mũi quan sát này không bén thì vậy mà anh mài thêm nha. Rồi mũi này 6 ly. Mũi này 6 ly của thằng gì? Mà Lan gì đó. 6 ly rưỡi HSD. HSD 6 ly. Mài mũi nó đen hồ lùi luôn. BGC HSD gì nè, 8 ly nè. Rồi mũi chà bá lửa luôn, 11 ly 6 na chi. Rồi mũi này 10 ly 6 na chi luôn. Dài ha, hai mũi bự dài lắm. Rồi nhiêu đây nha. 100, ủa vậy. Mã 44, 200 ngàn. 44, 200 bao ship. 45, không có kiểu. Uống nước, khát nước à. Không có ai muốn ăn. Rồi nha. Rồi cái này không biết là mũi gì, không biết kêu là gì nữa mà anh nè. Nó vậy nè. Một đầu. Thì đây thêm đầu này, mũi vô, mũi khoay gì em cũng biết mũi này mũi gì nữa. Rồi này gắn cho máy bắn vít luôn nè, đuôi gắn bắn vít nè. Đầu nó vậy nè mấy anh, mà không biết nó làm gì, mấy cảnh nó ok không mẻ nha. Rồi cái đầu này vậy nè, nó em cũng không biết là gì luôn. Em có 4 cục vậy nha. 130.000, 45, 130. 46 em lên này 2, 4, 5 cái. 5 cái này nhưng mà nó có 1 cây, 2 cây, 3 cây. 3 cây để lấy dấu nha mấy anh. Có 3 cây để lấy dấu luôn nè. Cái này mình lấy dấu vô sắt thì nó sẽ có dấu ha. Còn 2 cây này là để lối đồ. 2 cây lối đồ này thì còn dài. 2 cây lối đồ này dài tầm khoảng 1 tấc rưỡi. Còn mấy cây lối nó tầm tấc mớ, tấc lẻ 5 thôi nha mấy anh. Nè, tấc lẻ 5, 1 9 phân rưỡi. Với cây này thì dài nhất luôn là 1 tấc 25. Rồi em có 5 cây. 5 cây này em bán 130.000, 46, 130 bao ship. 47 em lên mũi nè, mũi bê tông nha. Bê tông này mình gắn vô cái máy máy bót chuyên dùng giùm em. Mũi này 3 cạnh. Mũi này 4 ly. Trời ơi, phải không? Da băng luôn, 4 ly. Mà nó có 3 cạnh luôn nha mấy anh. Đẹp nha, đầu đẹp. Gắn vô máy bót á. Rồi máy này, cái mũi này HLT. HLT cái này, mũi này 3 trên 16 là nhiêu? Mũi này nó đờ được là 5 ly nha. Rồi mũi này 6 ly nè, na da băng luôn. 6 ly này cũng 3 cạnh luôn. 6 ly da băng. Rồi một mũi này. Mấy thằng còn nghe.
Mỗi này của thằng Best Fresh 6 ly rưỡi. Mỗi này 6 ly rưỡi em anh, dài. Mỗi này dài tầm 2 tấc. Rồi một mũi này 9 ly. Ủa? Phải không? Chắc 9 ly. Ủa 7 14 ly 5. Mũi này 14 ly 5. Hai cạnh nha, mũi này cũng hai cạnh luôn. Mũi này thì nó 12 ly 7. Rồi mũi này cũng hai cạnh luôn. Mũi này hai cạnh thì này, cái mũi này nó là 15 ly giùm em nha. Rồi, thì cái bộ này thì em có 2 4 6 7 mũi. 2 4 6 7 mũi nha. 7 mũi, mã 47 200.000, bao ship. 48 mà anh em có hai cây để bơm mỏ bò nha. Cây này á thì nó còn cái cây nè. Mỏ bò này, mỏ bò đổ vô nha. Cái này lò xo. Trời ơi, thiệt luôn á, bán quỷ này biến chết luôn á. Đây. Mỏ bò. Này đâu, nó là bỏ vô đổ vô. Đổ vô hả? Nè, nó có con nè. Vô mỏ đi. Nè, nó có con mấy anh. Có con là mỏ bò đổ vô. Mỏ bò đổ vô. Con này. Này xài được không trời? Này mỏ bò lò xo, khỏi coi. Nghĩa là xo. Ừ. Cái lò xo, cái đổ xá. Mã cây đồ xo là nó không có cái cây. Còn cây mà đổ xá thì nó có cái cây. Mấy anh về anh gắn qua thử lại rồi gắn thử nó vừa không. Hai cây này thì nó lớn nha. Cái ống cái bình là 3 tấc. Bình lớn á. Mã này là mã 48 nha. 150.000. 49. 49 em lên lưỡi cưa của cái cần cưa sắt nha mấy anh. Sao nó ngộ lắm anh. Nó mấy cái lưỡi này là nó ngắn nè. Nè chiều dài nó bằng nhau nè. Mà có hai lưỡi này hơi dài hơn. Hai lưỡi dài này hình như mà mình gắn cái cần cưa nó có thể tăng đưa được á anh. Còn cái này á là nó chuyên gắn cái cần của Nhật thôi. Ở trong đây á thì trong cái hộp này nè nó mới cũng chưa xài nhưng mà có 5 lưỡi hay gì à. Nó hơi cũng có xét xét nha mấy anh nhưng mà nó còn đẹp. 5 lưỡi nha. Trong đây thì nó có 5 lưỡi. 5 lưỡi này cũng mới chắc chưa xài tại em mới xé nè. Em mới xé sọt luôn á. À, nhưng mà nó dính nước hơi vàng vàng vậy nè, chắc còn cưa được nha. 5 lưỡi, 6 lưỡi, 7 lưỡi, 8 lưỡi. Với hai lưỡi này nó hơn chục lưỡi. Nhưng mà nó có 8 lưỡi là nó ngắn gắn cần cưa Nhật được. Còn có hai lưỡi này nó dài hơn chút nha mấy anh. Có thể là mình gắn cái cần cưa tăng đưa được á. Rồi hết rồi luôn, chục lưỡi, 100.000, mã 49, 100.000, bao ship. Rồi mã 50. 50 em lên combo này nè, cũng đẹp đẹp lắm. Một cái cây này để bún phấn nha anh, hiệu Lutter luôn em nha. Này để bún phấn, này nó khô rồi, về mình chế phấn vô nha. Chứ nó bị khô tiêu, dây ở trong còn xay ra vô được luôn, hiệu Lutter. Rồi một cây đục. Cây đục này mình đục sắt, đục gì cũng được, có chợ dạ mọc luôn nè. Có cắn thun luôn, để mình cầm cho im tay á. Một cây để ngoài kẽm. Cây ngoài kẽm cũng có mọc luôn nha. Xay được luôn, nhẹ nhàng. Một cây xà cầy nhổ đinh Made in Japan. Cây này size 2 tấc 1 giùm em. Miệng này rất là đẹp, giống như chưa xài luôn nha. Một cây thước. Cái thước này cũng thấy hết nha. Cũng thấy nha anh, hơi cong cong chút xíu. Vậy mà anh ép ép lại nha, nó hơi cong cong nhẹ thôi. Giờ mình ép ép nó vậy vậy nè. Cây thước này thì bằng cây. Một cái sủi. Sủi này SK11 luôn, khá đẹp luôn, có đồ đóng luôn nha mấy anh. À, sủi không biết làm gì không biết. Với một cây búa, búa này rất là đẹp luôn, có mọc luôn em nha. Đầu đóng không có mẻ, với nó có dấu rất ít luôn, bóng lưỡng. Đầu gò nhọn còn đẹp, cán còn đẹp luôn. Rồi, hai cây búa này 240g hay gì á, phải không ta? Để 24 thì màu màu là chiều dài hay là sao ta? Mà không biết nó như một cây búa bự mấy anh, bự. Rồi bộ này mã số 50 nha, 160.000 bao ship 50, 160. 51 em lên một cây kéo cành. Trời ơi kéo này cũng chưa xài luôn hay vậy mà anh, rất là đẹp luôn nha. Miệng cây này là không hở, không mẻ, không gỗ. Còn rất là đẹp, còn rất là khích. Mà em nghĩ chắc cũng còn bén luôn nha. Mỏ còn nhọn, còn khích, còn đẹp dữ lắm luôn. Giống như chưa xài, chưa qua sử dụng luôn vậy đó. Thì nó là xịn luôn, cán đúc luôn giùm em nha. Có chữ Nhật luôn, lò xo này kia đầy đủ hết mà anh. Còn hộp luôn. Cây này á, thì chiều dài của nó là 1 tấc 8 nha. Chiều dài cây này 1 tấc 8 nè. Dạng kéo cành nhưng mà kéo cành mỏ nhọn, cán đúc luôn.
Rồi, mới chưa xài đẹp như cái nách. Rồi cái này em bán giá là 430.000, mã 51, 430 bao ship. 52 em lên dao ghép. Một cái dao ghép nhỏ á anh, cắn mũ. Thấy mỏ nó cũng hơi muốn gãy mỏ rồi, nhưng mà lưỡi không mẻ. Rồi cây này, cây này thì mỏ không nhọn, hơi nhăm nhăm mẻ xíu à. Rồi thêm cây này, này. À, dao ghép luôn á, hiệu hiệu cái này là hiệu dao cắt giấy nha. Cái lưỡi nó thì mình có thể là mình trở đầu lại được luôn á anh, lưỡi có để chui dao băng luôn nè. Cái lưỡi mình có thể mình gỡ ra mình trở đầu lại được luôn nha. Đó, xịn đó. Rồi với một cái dao ghép này, nọ, ủa cái này thì bị gãy mỏ mẹ rồi, nhưng mà cũng còn đẹp, về mấy anh có thể mài lại sửa xài nha. Rồi bộ này 130.000, 52 nha mấy anh, 52, 130 bao ship. Mấy anh đang xem video, hãy thích video cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để ủng hộ em nha mấy anh ơi. Rồi em lấy một cục đá mài, cục đá mài thì nó mẻ chút xíu, chỗ này có chút xíu xíu thôi. À cái bị dơ, cái này bị dính nước, dính sình á, dơ thôi vậy nè. Chứ cục đá này nó không có phải màu đó, nó màu xanh đó mà anh, tại dính sình nó dơ thôi, nước sình á. Rồi cục đá này size tất gửi nha. Độ dày của nó là 2 phân. Lỗ cốt nó là 12.7. Đúng rồi. Lỗ cốt của nó là 12.7 nha mấy anh. Rồi cục này em bán giá 200.000, 53 200 bao ship. 54 em lên hai cái lưỡi này là cắt hộp kim nha. Lưỡi cắt hộp kim cắt sắt. Me là còn đầy đủ hết nha. Size cái này là 1 tấc. Lưỡi này là 1 tấc. Lưỡi này là lưỡi là 1 tấc mốt. Nói chung là mấy anh có thể gắn vô cái mà đá, cái máy mà một cái máy mài 1 tấc của mình là được hết nha. 1 tấc hay 1 tấc mốt mấy anh gắn cũng được hết. Lưỡi này là lưỡi hộp kim me đầy đủ mềm nha. Mã 54 150 nha. 54 hai lưỡi này 150 me đẹp vậy ha. 55 em lên đục cây. Đục cây thì nó có hai cây lỗi thôi, ba cây chứ, còn lại bao nhiêu là không có lỗi nha. Ba cây này, một cây này thì đầu đẹp dày nhưng mà nó mất cái phen, còn cây này thì còn phen nhưng mà nó bị quẩn, nó bị cong lên vậy nè. Rồi cái cây này còn phen luôn nhưng mà cái cây này nó muốn gãy em anh ơi, nó có một cái lằn nứt ở chỗ này nó muốn gãy rồi, cũng như là ba cây này lỗi đi. Còn lại là 2, 4, 5 cây này, 5 cây này thì ok. Phen đầy đủ, còn khá là dài. Gỗ rất ít, mẻ thì cũng có nhăm nhăm, không bén nha. Về mấy anh xài thì mấy anh mài à, không có bén đâu. Cây nhỏ nhất á là nó 9 phân. Cây này gần 1 phân. Ủa 9 ly, còn cái này nó gần phân nè. Rồi cây này nó, cây này nó 1 phân mốt. Làm gì vậy? Rồi, cái đèn nóng phân mò... Ủa ông nội này phân 6, phân 6. Rồi cái này nó là 2/4. Cái này nó là 3 phân. Rồi. Còn mấy cây này nhỏ nhỏ lỗi, tổng cộng hết luôn là 8 cây, mã 55, 230.000. 56 em có một cái đục này nó bằng đồng nha mấy anh. Cái đục để bằng đồng nha. À, đồng hay thao? Không, nó là để là phi 27 nhân cho 200 be alon gì nè, có mọc ngoài địa nhật giùm em nha. Nè có gì từ luôn chưa, cái đầu thì nó đóng hơi có bị gì nè hả. Rồi cái đầu dưới thì còn đẹp, cũng có mài rồi, còn thẳng. Cây này chiều dài là 2 tấc, đúng rồi, chiều dài 2 tấc, phi của nó là 27. Cây này em bán giá 250, mã 56, 250.000 bao ship. 57 em lên thước kéo 2, 4, 5, 6 cục. 6 cục này cũng như thanh lý mấy anh ơi, còn xài được, cũng còn gút gút, cũng xài được nha. Cái này 2m, còn gút gút được được. Mày mặt một là nó hơi cong cong cái này xíu này, nói chung cây nào cũng có lỗi chưa nữa. Rồi cái này thì có một rồi đi nhật luôn. Cái này 2m, còn gút được luôn. Nhưng mà nó gút vô không có mạnh nha. Nè, nó còn xài được nhưng mà gút không mạnh thôi. Cây này 3,5 mét, hiệu là Miyake, còn cũng gút gút được được, mà cũng hơi có xét xét vậy nghe mấy anh, hơi xấu xấu à. Rồi cây này chắc Trung Quốc rồi. Cây này 5 mét, hơi vàng vàng ở trong, hơi vàng vàng nha, mà còn gút được mạnh. Rồi cây này nó ở trong, ồ có da băng Tajima luôn, 5,5 mét. Nó hơi vàng vàng, hơi vàng vàng.
hơi dính nước vàng vàng. Rồi cái cây này 7,5 mét luôn mà anh, hiệu gì không biết. Còn rút được ở trong thì bị dính nước hơi vàng vàng nè, kéo hơi kêu kêu mà cũng còn rút được. Rồi 150.000 mã 57 nha, 150 bao ship. 58 em lên này. Cái cần này là cần 1/4 nha mấy anh. Ủa sao có đầu 3/8 đây trời. Cái này hai bán cặp nó hả? Hiệu luôn mà. Gì? Cặp nó hiệu nè. KDC. Một cái cây cần này 1/4, cây cần này 3/8. Cái cục lắc léo này là 1/4. Cái cần này á, cần nhỏ xíu này là cũng 1/4 luôn. Cục lắc léo 1/4, cây này hiệu là Ton. Rồi một cây lắc léo này là nó hiệu KTC da băng M3 6.3 gì đó không biết, nhưng mà nó là đầu 1/4. Hai chiều ok mà em nha. Hai chiều ok, ra vô nhẹ, gơ lắc có nha. Nhưng mà nó ngắn ngủn rồi mấy anh ơi. Cây này chiều dài 1 tấc 2. Còn cây này á, chiều dài của nó là 1 tấc 7. Cây này hiệu KTC luôn. KTC 11, có để 11 nha. Thì này là đầu 3/8, dặn được tẹt tẹt ok. Hai chiều đảo lại ok luôn. Gơ lắc có ít không nhiều. Rồi hết đóng rồi luôn, 200.000 mã 58 200 bao ship. 59 em lên hai cây đu chuột. Cây này hiệu Super 17 19. Ok nha mấy anh. Nè ga vô ok, ga lắc thì có cũng ít mà anh, găng cỏ còn đẹp giùm em. Đầu tròn do, có dấu xíu thôi nhưng còn dần do à. Cây này hiệu Top 17 21. Ok luôn. Nè còn tròn do luôn không. Găng cỏ bao cho mấy anh đẹp, ga lắc thì có nữa nhưng ít thôi không nhiều. 59 150 ngàn. 59 150. 60 em lên cái này. Một cây nói ngắn hiệu Ton da băng. Một cây nói dài không có hiệu, có chữ không có hiệu. Một cục lắc léo, cục lắc léo hiệu KTC, đầu 1/2 hết giùm em nha. Một cái cây cần, cây cần này da băng luôn, có một quần địa nhật hiệu Ton, đầu 1/2. Ga vô ok nha mình nè. Còn bót á. Nè. Ok. Ga lắc có nhưng rất ít. Ủa cái con này thì mất tiêu cục bi rồi. Cục này cục bi mất tiêu rồi mấy anh ơi, cục bi mất tiêu rồi anh Tăng ơi. Cái cục bi mất tiêu rồi nha mấy anh. Rồi mã 60 nghe 200 ngàn. 60 200 ngàn. 61 em lên nhiêu đây nè, thanh lý hết đóng này có xài được có không gì đâu. 130 ngàn. Cây này sang tất gửi hiệu Harry đú tiên mới chát, ra vô nhẹ nhàng đài xài cây này xài được ok, ra vô nhẹ nhàng. Rồi cây này sang tất gửi luôn, Harry đú tiên luôn, còn khá là mới miệng mồm đẹp luôn, ra vô nhẹ nhàng luôn. Rồi cây này Super tất gửi luôn, ra vô nhẹ nhàng luôn, miệng ok luôn. Cây này 2 tấc nha. Ủa nhiêu trời, cây này nhiêu trời, tất gửi miệng sao quá. Cây này 2 tấc, cây này 2 tấc nhưng mà miệng gì bị vậy nè, nó mài hay gì khúc mà mất tiêu rồi, giờ nó hở vậy nè, sát lẻm lên luôn rồi mà hở vậy nha mấy anh. Rồi cây này 2 tấc luôn hay gì hiệu có máy da băng luôn. Cây này hơi cứng, cây này thì 2 tấc luôn hiệu Hit, ga vô hơi nặng. Còn cây này 2 tấc Nissan motor, ga vô được luôn mà nặng. Cây này 2 tấc luôn hiệu Lotter, nó ga vô cứng nhắc nè. Rồi 61 của mấy anh về chỉnh sửa lại nha. 130 ngàn bao ship. Trời ơi trời, 62 lên đống này. Đống gì trời. Cái này là mũi mũi phay, mũi vô, mũi gì không biết mà anh, hết thanh hết luôn, thanh lý hết luôn. Mũi gì? Mũi vô hả? Trời ơi ông nội ơi, có chích tiêu tiêu. À, mũi này chắc ly rưỡi gì thôi. Còn trong hộp mới không. Dữ rồi. Cái đầu này trời trời. Mũi này là mũi vô nha. Nó để là G15, rồi HSS, rồi ở dưới để số 13. Rồi có bao nhiêu số đọc hết đó. Nè mấy anh, nè. Nó có phay sắt rồi, em thấy nó phay sắt á. Nè. Tại vì thấy ba vớ sắt trong đây nè. Me còn ha, đẹp. Cục này chả bá lửa luôn, còn trong hộp luôn nè. Rồi kế tiếp thì cũng nó nữa mà anh, mà nó nhỏ hơn. Nó để là G7 ở dưới số 8. Còn mới chát luôn á.
Mấy cục này xịn không á anh, trời ơi nội ơi, này đếm số lượng đi. Rồi tới mấy cái này, gì nãy gì vậy? Nãy gì trời? Cái này gì không biết. Cái này này có mũ taro đổ đây nữa vậy. Trời phút đây giờ với ta. Áo đầu mặt nó đổ một đen đen đen. Nè. Này mũ gì không biết. Dạ nó biết con mà nó dơ. Nè, nó nữa nè mấy anh ơi. Nè, mũ này mũ gì không biết, còn mới chưa xài luôn. Này gì nè, không biết luôn. Đây, ba mũi luôn. Nè. Nè. Niken 18, Phi 18. Trời, nói chung mua hết đống này là gì mấy anh ơi, để dành xài. Này giống phay sắt quá trời luôn. Không biết phải không, không biết nữa. Mũ do hả trời, do lại dù cũng do sắt mà. Nè. Nó không á mấy anh ơi. Nè. Mới luôn, có mũi mới, có mũi xài rồi mới cũng bỏ vô nó hợp nữa. Rồi cũng có xài rồi, ơi cái mũi này Tago. Ồ Tago chà bả lửa luôn. Này em gom hết đống em bán luôn á. Tại vì lúc trời lúc trước em về nhiều lắm. Cái quỷ này nhiều lắm, bán hết rồi còn nhiêu đây. Biết nhiều tiền nữa. Thiệt là không biết nhiêu tiền nữa rồi đó. Giờ nhiêu đây hết, bán hết luôn. Ngoái. Ủa, 2 năm rồi chứ. 2-3 năm gì vậy? Ủa cái này gì kỳ vậy? Tiếp nào cũng bán cái gì. Trời ơi, cái này me tùm lum tà lơ luôn. Nói chung mà nhiều kiểu, nhiều mẫu khác nhau nha mấy anh, chứ nó không giống nhau nha. Nói chung mà đồ bên cơ khí á, anh nào cơ khí hốt đại về đây chắc cũng có công chuyện để xài mà. Rồi, thì hết luôn nha mấy anh, nhiều lắm, trong đây nhiều lắm, mấy chục mũi. 260.000. 62 ha, 260 bao ship một đống luôn. 63 em thanh lý hai mỗi lết nè. Một cây này hiệu MCC size 3,5 tấc. Găng cỏ đẹp em nha, lò xo còn bún bạc bạc luôn. Cây này á, găng là dặn được ống 70. Cây này 3,5 tấc lót tơ luôn. Găng cỏ hơi có dấu nhẹ nhưng còn dặn được nha. Lò xo còn bún được luôn. Cũng găng 70 luôn. Hai cây này em thanh lý 180.000, mã 63,8. 64 em lên hai cây. Cây này găng cỏ hơi xấu nha mấy anh, còn dặn được mà găng cỏ rất là xấu luôn, xẹp lép hết trơn rồi. Còn là so bún bạc bạc, không biết có công không nữa. Dặn găng chắc cũng tầm 70 luôn, tại nó là 3,5 tấc mà lót tơ. Còn cây này của nó là như ta không biết luôn. Chiều dài cây này nó là 5,4 tấc nha. 5,4 tấc. Cây nó thì thẳng đó, lò xo thì nó hơi mất tiêu rồi. Găng cỏ thì nó cũng còn dặn được nha, chứ nó cũng không có được nhọn lắm. Nói chung còn dặn được. Này thì mấy anh có thể dặn găng được 90 nha. Hai cây, cây này mất lò xo, cây này còn lò xo mà găng nói chung hơi xấu. Nói chung còn dặn được, ai dặn thích dặn thì dặn, dặn còn được á. Mã 64 nha mấy anh, 180.000. 65 cây này ế líp rồi nè. Cây này mỗi lết MCC size 9,8. Cái cây cán, cái cây nó hơi cong nhẹ chút xíu ở chỗ này, nhẹ thôi chứ không có mạnh. Cây này hình như nó không có lò xo, loại này nó không có lò xo, nó rất là cổ luôn nha. Mấy anh có thể dặn găng được 1,2 tấc. Rồi, cây này em thanh lý cho mấy anh luôn, 400.000, 65.400. Xài 9 tấc. Lỗ ỉa quần luôn. Rồi tiếp theo, mã 66. 66 một cái lít nhôm mấy anh. Cây này nhôm này hiệu MCC size 4,5 tấc, không công nha, da băng luôn, nhôm. Lò xo cũng bún luôn, găng cỏ còn đẹp mềm. Cây này thì mấy anh có thể dặn găng được ống 65 giùm em nha. Cây này em bán giá 210.000, 66 210. 67 em lên cây kìm cộng lực. Cây này hiệu MCC size 6 tấc, cáp 10 ly, da băng. Miệng thì ở trên hơi hở hở chút xíu nhưng mà ở dưới em thấy cũng không có mẻ, nhưng mà để cắt thử được không? Sao đứt trời? Cái chắc là 2 cộng luôn á. Ơi. Đứt chưa? Đứt rồi. Đứt rồi đó mấy anh, nhưng mà nó không có văng bọc bọc nha. Đứt nói chung mà cắt là 2 cộng đứt luôn. Đứt này cắt cộng mới văng à. Thôi, dặn ghê được rồi. Để dành này. Nói chung mà cắt còn đứt mấy anh. 67 nha, 250. 250.000 sale luôn, hỏi bán 300 luôn. 67, 250. Rồi tới 68 mình lên đống này nè.
3 dấu cộng. Sao bán này có mệt chết luôn. Thiệt luôn á. Mà không lẽ giờ không bán, bán mẹ cho trong nhà chứ để làm gì. Rồi em ra một cái này đồ mẫu ghi. Một cái chữ T 19 Asahi, hai đầu nó cắt hay gì, hơi ngắn xíu, hơi xấu ha. Nhưng mà cái này gần dặn được. 19 Asahi. Asahi 21 ly. Hot C 17 ly. Một cái đồ dặn ống này chắc 20-21 gì đó. Một cái chữ T. T này máy không biết đo giùm. Cái này nó dài thòn luôn. Lắc léo nha mấy anh. Lắc léo này da băng 12 ly nha. Nè. Lắc léo 12 ly. Chiều dài à. Chiều dài hết, chiều dài hết cái này luôn à, 6 tấc rưỡi. 12. Điếu 12. Cái này điếu 12. Chiều dài cái cây này 5 tấc. Rồi, với một cái tê dấu cộng. Tê dấu cộng này cũng còn khá mới. 17, 19, 21, 23 BAL. Rồi, hết đóng rồi luôn, 170.000đ. Mã 68 nha, 170 thôi. 69 nè, cũng nó nữa nè. Rồi thấy ba nhóc hết trơn, bán mẹ hết cho rồi, để mốt rồi mới về cái nó tùm lum nữa. Rồi, 69 nha, 170 luôn. Hai cái đồ máu ghi nè. Một cái về dặn ốc 10 hay gì nè. Một cái ngã ba nè. 10, 12, 14 nè. Một cái chữ T 10 nè, da băng nè. Rồi thêm một cái chữ T. Này flash 14. Rồi một cái này T 17 hiệu ton. Rồi một cái T này hiệu ton 21. Cái này Asahi 26. Một cái dấu cộng 17, 19, 21, 23. Made in da băng. Rồi hết đóng rồi luôn, 170 luôn, 69, 170. 70 cái này em lên lộn xộn mấy anh. Khóa vòng với chìa khóa luôn. Bán hết luôn cho rồi. Cái này thì nó là lộn xộn thằng ngầu từ lượt vô, cho nên là số nó cũng đầy đủ tùm lum từ lượt vô hết trơn nha mấy anh. Nè, cái này về đọc số đọc hiệu đi. Một hiệu Toyota da băng ha, 8-10. Một vòng một miệng 12. Một vòng một miệng 13. Một vòng một miệng 14. Mấy vòng ít có hiệu lắm nha. Một vòng một miệng 8 ly. Một vòng một miệng 10 ly. 14, 17 Toyota da băng. 17, 19 KTC xịn thông á. Cái này gì? KTC 5/8, 3/4. Này gì? Sanki 25/32, 7/8. Sanki 22/24. Cây này mắt da băng dặn ốc được rất là nhiều cỡ luôn nè. Cây này 21/23 Sanki. Rồi, còn nhiêu đây khóa vòng. Khóa vòng cái này thì còn dặn được cũng được nha mấy anh, 89 da băng. Cái này gì? 10/12. Cái gì? Mitoyo. 12/10 kỳ gì BT. Cái này gì? 14/12. Ton KTC 12/10. Nói chung là đầy đủ số luôn anh. Trùng số cũng có luôn. 21/17 Fuji BTC 17/14. 21/19 MOK. Cây này 19/21 hiệu gì không biết. Akasentot. Với cái cây này hiệu Lotter. Lotter cái này nó là 24 hay 26 gì á, không thấy rõ mà anh nè. Hết thấy đường rồi. 21 gì á nè. 21 quá. Rồi hết đóng rồi luôn. Đó, khóa vòng, khóa miệng đầy đủ số xài xịn xịn không đó. 70 nha, 160.000đ. Rồi 71 cũng nó luôn. Cái này là mấy cái ế nè, cái em gom lại giờ nó đóng trời ơi, đầy đủ luôn anh ơi. Rồi giờ lên khóa vòng chứ. 10/12 top. Xịn không à. Này 7/16, 3/8. Này hết thấy được rồi. 12/14 hiệu 6 anti. 21/19 Mitoyo. 26 Asahi. Cái này gì? 14/17 hiệu KTC. Mới không trời. 14/17 KTC. 12/14 KTC. Rồi còn nhiêu tới vòng nè. Vòng thì cái này quá trời luôn nè. Này ai cần thì mấy chìa khóa mỏng mỏng dặn ok luôn, đầy đủ số đây luôn nha anh. Rồi cái này là có miệng có vòng luôn. Miệng nè 89 KTC nè. Một cái vòng 12, một vòng một miệng. Rồi chìa khóa nhỏ xíu luôn. 8 78.
một dòng một miệng 11, một dòng một miệng 15 top, một dòng một miệng hiệu 10. Cây này 14 17 Toyota da băng. Cây này 21 23 Javanium. Rồi cây này 19 17 Aero. 11 13, cái này Banzai nha. Rồi với một cây này 24 22 Nitan. Mới chát. Cây này 36 32 Nitan luôn, mới chát luôn. 160.000 luôn, mã 71 160 luôn, hết cái đống mà luôn. Đó, xài đủ luôn mấy anh. Nè. 72. Cái này dặn được không? Cái 72 là một cây cảo mấy anh. Cảo không biết nó cảo gì mà cái đầu này nó đầu lớn vậy nè, nó không có nhọn nha. Hay là nó giết nó bằng luôn không biết. Mà nó đầu nó vậy nè. Hình như nó không có nhọn đâu, nó bằng vậy luôn á mấy anh ơi. Cảo này chả bá lửa luôn, hiệu gì không biết, hàng đường nữa. Còn nhận được không? Cảo này là cảo G8 anh. Ủa? Này chứ gì vậy trời? G8 hay gì á? Phải G8 không anh Tân coi cái ơi. G8. Nè cái cảo này chỉ cần đo vậy thôi. Nè nè, chưa cho này nè, đây. Rồi đó, rồi đó, đây qua đây nhiêu. Nè hả? Trời trống lòng anh. 8 đúng rồi. 20 22. 22. Là cảo được con, kẹp được cái bu ly là 22. Đó, độ xa ra. Độ nó cảo được ra được tầm 1 tấc 7. 2 tấc 7 cô ạ. 2 tấc 7. Đó. 2 tấc 7. Ờ, tính hết ra 2 tấc 7 có hiệu không? Hiệu hiệu gì này, có chữ đây màu quá hết thấy rồi. Bên bên đây thì có hiệu luôn á, mà hết thấy đường rồi. Hết thấy đường rồi. Cái gì á? SOM4 gì á, nó có chữ từ luôn luôn, chỗ nào cũng có chứ, chỗ này cũng có, chỗ này cũng có, chỗ này cũng có nữa nè, nhưng mà nhìn hết rõ rồi. Thì này cái này thì dặn lên xuống được nha mấy anh. Có cái nhọn ở giữa nó mất tiêu rồi mấy anh. Nhọn giữa mất tiêu rồi nha. Vậy là không có hả? À. Rồi nói chung mà cảo chả bá lửa đó. 500.000 cho cái cảo này. Mã 72. 500. 500. Rồi em lên một cây này. Một cây này bẻ sắt nha mấy anh. Sắt bên này bẻ dê, bẻ sắt cho nó cong rồi hay gì không biết nữa. Có hình con ngựa nè. 13 ly nha. Dài. Nó để số 13 đó mà miệng đẹp, miệng đẹp lắm, chiều dài 5 tấc. 5 tấc lẻ 5. Còn cây xà cày này là 7 tấc 3, đẹp luôn, có hình con gà luôn, 7 tấc 3 nha. Miệng đẹp luôn, bao đẹp cho anh, mấy anh con này miệng đẹp lắm. Đồ nại cũng còn ok luôn nha. Hai cây này em bán giá 230.000, 73, 230 bao xếp. 74 mấy anh. Cũng có hai cây xà cày nè, cây đẹp, cây hơi xấu, cây này bị cong nè mấy anh thấy không? Nhưng mà hình hài nó cũng lạ, mát in Japan luôn nè. Size là 6 tấc, hiệu là Niwa. Niwaton gì nè, có hình con gà luôn ha. Nhưng mà cây này bị cong nha mấy anh. Đồ nải hơi bị cong nha. Về mấy anh ấy mình khỏi lại. Miệng thì hơi có dấu nhẹ, về mấy anh có thể là mình mài á mấy anh. Mài cái miệng xíu là xíu còn nhỏ được nha. Để em mài lấy luôn. Rồi với một cái cây này chiều dài của nó là 9 tấc nha. Cây này hình đẹp. Đầu nại có mẻ chút xíu à, nhưng mà còn nại được nha. Không có cong nha, sắc dẹp này là xịn luôn á. Miệng rất là đẹp luôn nha. Nè, miệng thiệt cái này đẹp dữ lắm luôn. 9 tấc nữa. Hai cây này 74 230.000 bao ship. 75 á anh, em lên đục. Đục nè. Nhiêu đục đây nha. Ờ có đục này lạ lắm, không phải nó bị cong đâu mà cái loại đục nó vậy á anh. Đi chiều. Đi chiều. Nhận mình đóng á, mình đừng có đục sởn á. Ừ. Nói chung mà nó vậy chứ không phải nó bị cong đâu. Với hai đục dẹp. Chiều dài 2 tấc 95, 2 tấc 25, 1 tấc 7, 2 tấc 25. Cây nhọn nhất luôn, dài nhất luôn 3 tấc 8. Rồi bộ đục này 5 cây bán 130.000, 75, 130. 76 này làm gì vậy? Cây này gắn vô máy đục 17 ly nha. Cái cây này á, gắn cốt vô cái máy là 17 ly, máy đục 17 ly là vừa. Nhưng mà cái đầu này nó nện cái gì không biết, nó tròn vo vậy nè. Đóng như mấy anh mà để dành đóng tiếp địa. Tiếp địa là gì? Là có cái cây đồng mà thọc xuống đất đó. Thì để giờ mình đóng, nói chung là cái này dành đục những cái cây nhỏ xuống dưới sâu đất á. Cái lỗ này thì được là 19 đó nghe anh. Lỗ nó 19 nè. Cốt là 17 ly gắn vô mấy đục 17 ly vừa. Ủa cái lỗ nó 15 à. 15. Lỗ 15 nha. Để dành mấy anh cũng như gắn mấy đục mình đục. Chiều dài hết cái cây này luôn là 6 tấc rưỡi. Đục này đục kia. Đục này đục kia không biết, nhưng mà nó tròn vo vậy nè, trong vậy đó. Có lỗ. Lỗ này 15 ly.
Còn cái cốt này là 17 ly, 76 180 ngàn, chiều dài 6 tấc rưỡi. Thì đóng tiếp đẻ đó thì để vô máy được. 77 em lên bộ làm vườn. Bộ làm vườn này đẹp mấy anh ơi. 77 nha, để gỡ này ra đi. Một cái bầu cào 4 tre, một cái xuống inox nha mấy anh, đẹp. Một cái xuống này cũng dày luôn. Một cái đồ môi rễ cây. Một cái đồ để mình cầu cỏ rồi nè. Còn mới luôn. Một cái lưỡi liềm cũng trắng trắng luôn. Rồi một cái cuốc. Một cái màu cuốc như cuốc chi, cuốc cào chung luôn á mấy anh. Mở hơi sụt sịt về tra lại nha. Rồi hết bộ này luôn, 77 180 ngàn bao ship. 78 em lên cuốc cào với cây này để môi rễ nè. Hay để môi rễ cây. Một cái cuốc. Một cái bồ cào ba chia khá là đẹp luôn nha, ba cái cán rồi ok cũng ngắt à. 78 130 ngàn bao ship. 79 em lên cưa, nhiêu cưa đây. Ồ, một cái cưa đã quá trời, lưỡi nhọn đẹp còn bán ha, ship luôn những xíu cưng không. Một cái cưa này hai bề luôn, hai bên luôn, bên to bên nhuyễn nha, ok không mẻ nào luôn nha mấy anh, muốn cưa bên nào cũng được. Một cái cưa nhỏ, lưỡi này không biết nó cưa gì mà lưỡi chí xíu ngắn ngủn như nè nha. Với một cái cây này. Cây này hiệu là ARS nha, Made in Japan nè, cán này cán mũ mềm, lưỡi đẹp nha, lưỡi to, lưỡi đẹp. Cái lưỡi này hình như mình có thay vô đây luôn hả anh ta? Lưỡi này gì đây vừa hả? Đúng rồi. Cái lưỡi Sikua này gắn vô đây vừa luôn, lưỡi này ok không mẻ thằng nào luôn nha, còn đẹp. Rồi. Nhiêu đây nha, 200 ngàn. Mã này 79, 200 bao ship. 80 em lên cây búa. Cây búa bi nha mấy anh. Búa bi này búa của Mỹ luôn, hiệu Bon. Có chữ Bon gì nè không biết nữa, Bono, Bono gì không biết nữa. Nhưng mà có chữ USA ở cuối cùng. Mình còn thấy chữ USA cuối cùng luôn. Nè USA. Búa bi nha. Phân thử cái này nhiều lạng nha anh Tân. Hơi có dấu nè. Đầu bi cũng hơi có bị tà tà chút xíu. Đấu hơi cũng hơi có dấu chút xíu nha. Cái này còn xài được, nói chung của Mỹ. Cân thử là mấy lạng. Lại anh cân cái mấy anh ơi. Cây búa bi này nửa ký nha mấy anh. Em bán giá 250 ngàn. Búa của Mỹ. Nặng là nửa ký luôn. Mã 80, 250. 81 búa đẹp đẹp không nè mấy anh ơi. Ai cần búa tả búa tiết gì thì vô đây kiếm em. Đẹp thiệt. Cái này búa này có mọc nha mấy anh, búa tạ cái này nặng ký 3 nè, cán ok đẹp luôn. Trời ơi. Hai đầu đấu bên đầu tròn, đầu vuông vuông nè. Đấu chỉ có dấu không mẻ rất là đẹp luôn, cứng cáp luôn. Một cái búa bi, cán là xấu nha. Đầu bi còn được. Đầu bi không. Cái này nó chỉ có dấu thôi chứ nó không có mẻ gì trơn, có mọc luôn nha mấy anh, đầu còn do luôn nè. Nó chỉ có dấu thôi nè. Dấu hơi trầy trầy vậy thôi nè chứ nó không có bị mẻ. Rồi một cái búa gò, cây này cán đẹp, đầu nhọn, đầu đấu đẹp luôn. Trời ơi, có mọc luôn nha. Cứ ngắt ba cây này đẹp luôn. 210 ngàn. Mã này mã 81 nha mấy anh, 210 bao ship. Búa đẹp giá khác, búa xấu giá khác nha mấy anh ơi. Rồi em lên tiếp theo. Một cây búa tạ luôn, cây này nặng 1,1 kg luôn, hiệu là Z luôn, cán đẹp. Rồi búa đẹp lắm, nó còn thấy cái độ gân trong cái búa luôn á mấy anh. Nè thiệt. Nay nhìn qua camera nó trắng quá không thấy mình. Nhưng mà ở ngoài là mấy anh thấy, anh về mấy anh tin, mấy anh tin em đi, nghe em nói thiệt. Nó còn cái độ gân trong đây luôn nè. Không, nó chỉ có hơi dấu nhẹ thôi, nó không mẻ đi, nó không có bị chè chiết gì hết trơn á nha, cán đẹp. Rồi một cái búa bi, cán đẹp luôn, đầu bi đóng có dấu thôi chứ chưa có bị bại mòn gì hết trơn á. Nè, đầu đóng cũng vậy, chỉ có dấu thôi mấy anh ơi. Chứ nó không có mẻ luôn nha, có mọc luôn nè. Cán ok, cứ ngắt nè. Một cây búa gò nhọn. Cái gò, đầu gò cũng đẹp mà đầu đóng cũng đẹp luôn nè, không có mẻ, không có dấu gì hết trơn nha. Rồi, ba cây này 180 ngàn, tại búa tạ nó nhỏ hơn. 82 nha, 180, 3 cây, 180 ngàn, bao ship thiệt nha. Mua đi, thấy rồi mới thấy cái búa nó đẹp mà anh. Rồi, 83 nha, em cũng lên 3 cây luôn. Một cái búa tạ này hiệu là KNO, nhà là nặng ký mốt luôn, cán ok, đẹp dùm em. Hai đầu đóng, đầu vuông, đầu... Ủa? Hai đầu tròn không chứ, hai đầu tròn nha, chỉ có cái này hơi dấu xíu thôi chứ nó không có mẻ nha mấy anh. Nào gỗ xíu thôi chứ nó không có mẻ, đẹp nha. Cứ ngắt à. Một cây búa bi, búa bi này có mọc luôn nè, đầu bi nó hơi có dấu xíu, đầu đóng miệng cái đầu này hiền đẹp nha. Nè cá thì còn cứ ngắt à.
một cái bú gò có mọc luôn, đầu gò cũng còn nhọn nha, đầu đóng nè, có dấu chút xíu thôi không mẻ nha. Rồi ba cái này 180.000 luôn, mã 8380 bao ship. 84 em lên búa tạ nữa mấy anh. Một cái búa tạ này có ngọc mọc nè, có mọc BX vậy nè, nặng ký mốt luôn nè. Đầu đóng nè, hơi có dấu xíu thôi. Đầu bên đây tròn hơi gỗ gỗ nhẹ nhẹ xíu à, nhưng mà ngoại hình còn rất là đẹp luôn, cán cứng cáp. Một cái búa bi có mọc. Đầu bi đóng hơi có dấu xíu nè. Nè, đầu bi này, đầu trên thì tròn, đầu dưới đóng hơi có dấu xíu. Nè, có mọc luôn nha. Một cây búa rồi đóng đầu nhọn nè, nhọn còn nhọn, đầu đóng hơi có dấu không mẻ lớn nha. Rồi, ba cây 180.000 luôn, mã 84-180 bao ship. Trời ơi, búa độc lạ đây. Cây này thấy cưng lắm anh, thiệt, anh nào sưu tầm cho nên là thiệt. Cây này đẹp, đẹp nè, lạ. Thiệt quá, đẹp lạ em hả? Một cái này thì cũng không lạ, không độc là gì lắm. Nó để trên 1/4 nha. Đầu đóng hơi có dấu mẻ xíu em anh. Đầu này gòn nhọn nha, cán hơi cong cong làm sao á, hơi cong cong chút về mình bẻ 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 lại ha, ép ép nó lại. Rồi với một cái búa đóng vô đinh mà anh, đầu đóng vô đinh thì đầu đóng thì đẹp tròn vò. Nè. Miệng vô đinh á thì còn nhỏ được luôn nha, cán nè. Ok, chắc chắn. Với cây búa này nó hơi lạ lạ. Cây búa này giống như búa tạ vậy đó, nhưng mà nó nhỏ thôi mấy anh, nhỏ mà thấy cưng lắm. Mà nó cũng lạ, nó lạ, nó có hai hình vuông hai bên nè. Nó hơi gỗ gỗ nhẹ xíu thôi phần này thôi. Cái này hình như nó chưa có không mẻ nha. Nó hơi gỗ gỗ thôi mấy anh. Này ai biết về mài cho nó bóng 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 lại là đẹp lắm, chứ cái búa này còn đẹp. Rồi ba cái này 180.000 luôn, mã 85-180 bao ship. 86 lên bốn búa. Bốn cái búa này ha, bốn kiểu khác nhau luôn. Một cái búa gò nhọn nè, đầu nhọn đầu đóng cũng ok, có dấu chút xíu à, cán đẹp. Một cái búa đóng vô đinh hơi có bị gì, đóng hơi có dấu xíu mà anh, miệng vô đinh ok, cán thì cũng còn cứng. Một cái búa gò nhọn ha, một đầu đóng với một đầu gò. Cái này hàng đẹp, đầu đẹp. Một cái búa đóng hai đầu có mọc giùm em, có chữ em đầu hai đầu đóng nè, đầu bên đây hơi có dấu xíu, bên đây còn đẹp nha. Bốn cái này em bán với cái giá là 160.000, mã 86 em anh, bốn cây 160 bao xíu. 87 em lên bốn cái búa luôn. Một cái bi nhỏ xíu xíu nè, có mọc luôn, đầu bi tròn, đầu dưới đóng hơi có dấu xíu cán chắc chắn. Một cái búa đóng, một đầu ngò nhọn. Cái này hàng đẹp luôn, cán hơi nứt xíu thôi nhưng mà đầu búa hàng đẹp. Còn cây búa này thì hai đầu dẹp nha, hai đầu dẹp cũng còn ok. Một cái búa tạ, cây này nặng 1.1 kg hiệu Z nha. Đầu đóng hơi có dấu nhẹ không mẻ lớn nha. Bốn cái này em bán 170.000, mã 8770. Rồi 88 em lên thanh lý đóng búa này. Thanh lý nha. 150.000, 8850. Một cây búa này đầu đóng vuông, đầu gò bằng, hơi bị gỗ cán mất tiêu rồi. Cây này cũng gò, đầu vuông, đầu gò luôn, mà cây này còn đẹp nha, còn nhỏ được, còn đóng được. Rồi cây này độc lạ luôn, không biết nó để làm gì, nó cuốc, nó cạo gì đó không biết luôn anh. Đầu đóng, đầu này cũng còn đẹp nhưng mà nó độc lạ thôi. Một cây búa này đóng hai đầu, hơi có dấu, cán đóng được. Còn cây búa này gò, miệng gò đẹp, đầu đóng hơi xấu. Cây búa bi này, đầu bi này nó tròn do luôn à, nó bị đóng nhiều, còn đầu đóng thì còn đẹp. Rồi cây này thì cái búa đầu hai đầu đóng đẹp nhưng mà cán nó gãy rồi, nó hàng vô cán sắt luôn rồi, hơi xấu. Mà còn đâu hai đầu đẹp nha, hai đầu đóng đẹp nha. Còn cây búa đóng vô đinh, miệng vô đinh thì gãy rồi, đầu đóng còn được. Còn cây này thì nó hai đầu đóng hơi có dấu xíu thôi, cán còn đẹp. Còn cây này thì nó hơi sụp xịt nhưng mà còn đóng được mà. Rồi hơi đóng luôn, 88.500 bao ship. 89 em lên lục giác. Một hết đóng lục giác luôn, không biết nhiêu ký, không có cân mấy anh ơi. Lục giác trời ơi, có cây lục giác bự dữ. Lục giác 17 luôn. Còn mấy cái này lục giác nhỏ nhỏ, nói chung trùng số em không có gì. Căng luôn hổ luôn. Cái sao trời. Muỗng đâu đây nữa trời. Lấy cái muỗng ra đi. Không biết nữa, cái này hút ngẫu nhiên thôi. Cho nên á là không có clip nào giống clip nào đâu. Cân ngẫu nhiên. Cái có cái nồi luôn nó là 3.2 kg nha. Mã 89 130.000, cân hết cái nồi luôn. Rồi em lên hết đóng rồi luôn, 8 kg chìa khóa nha, cân sọt luôn nha, 8 kg. Nè chìa khóa đẹp không hả mấy anh, trời bự dữ à. 36, 32. Ống điếu có không?
con bỏ con ghi có luôn. Trời ơi, chị thấy bự bự không má ơi. Nè, mẫu ghi, ống điếu thì có 1 ống thôi. Còn nhiêu là được mấy rồi mà mẫu ghi chứ mấy thì quá bự. Đổ mẹ hết cho rồi. 2 ống điếu, 2 ống điếu, 2 ống điếu. Bỏ ghi nhiều chưa hả? Mấy cái nhỏ nhỏ đó là mẫu ghi nè, 2, 4, 6, 7, 8 cái đồ mẫu ghi. Còn như đây chìa khóa nhỏ nữa mà, nói chung là chìa khóa đàn đẹp, không xét nhiều. Chìa khóa bự có luôn, chìa khóa bự ba ống chè kìa, 1 chè, 2 chè, 3 chè, 4 chìa khóa bự, còn nhiêu là vừa vừa. Đủ số hết nha anh. Tổng cộng hết này luôn là 8 kg. Em cân cái sọt em luôn nha. Nè mới mới không anh. Rồi 90 nha má anh, 150 bao ship. 91 má anh. Em lên đóng chìa khóa này cũng vậy luôn, cũng có chìa khóa bị y chang à. Nó cũng có 2 ống điếu. Nè, có 2 ống điếu. Mẫu ghi thì nè, 1, 2, 3, 4, 5 5 cái, 6 cái. Bao nhiêu lại chìa khóa nhỏ. Còn này là mấy chìa khóa bự, 36, 32, 30 nữa. Rồi, cũng 8 kg luôn. Mã 91, 150 ngàn. 92 em lên đầu khẩu đó anh. Đầu khẩu có một cái đầu 3/4 chà bá lửa luôn nè. Đầu 36 ly, hiệu ton luôn nè. 3/4, hơi xét nhưng mà găng đẹp. Đầu này đầu 3/4 luôn. 1/2, 3/4. 3/4 nó có 2 cục à. Còn nhiêu lại là ủa cái đầu này đọc lạ nha. Ủa nó bị dính không? Khẩu này thì nó sẽ có khẩu 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 luôn. Đó. Nhưng mà 3/4 nó có 2 cục thôi à. 3/4 nó có 2 cục nha anh. Còn lại là 1/2 với 3/4 nó cục nhỏ nhỏ nhiều. Hết đóng rồi luôn, mấy ký anh ta? 5 ký. Hết đóng rồi luôn, 5 kg nha, em cân sọt luôn á. 92 nha, 250 bao ship. 5 ký, nặng muốn chết luôn. Nè, đem xuống. 93 em lên một cái thùng đồ nghề. Trời ơi, thùng này đẹp muốn chết. Hiệu là Tốt Bót giùm em nha. Chiều dài của nó là 3,5 tấc. Rộng của nó là 1,7 tấc. Cao từ dưới lên tới trên là 1,7 tấc luôn. Nè, ráng đó. Đây, quá đẹp, giống như chưa xài luôn mấy anh, thiệt chưa xài thiệt á, nhưng mà nó bị vô vận chuyển, nó hơi móp nhẹ vậy mấy anh. Gò gò lại giùm em chút thôi à. Nè, nó hơi móp đây chút xíu thôi, về gò gò lại. Cái thùng này chưa xài luôn mấy anh nghĩ đi, còn mới chát luôn mà. Rồi cái này mã 93 nha, 250 bao ship. 94 em lên một cái đội chữ A mấy anh. Đội chữ A này hiệu là Anshin Tokyo Motor da băng nha. Cái này đội được 800 kg. Cốt chà bá lửa luôn, hoạt động ok, lên xuống ok giùm em nha. Cốt chà bá lửa luôn nè, lên xuống bình thường em. Trên đây nè, có chén như vậy nè. Rồi có độ gơ lắc thì cũng ít chứ không có nhiều. Đội được 800 kg. Cái này em bán 190 ngàn. Mã 94, 190 ngàn bao ship. Rồi em lên một cái đội nữa mà anh. Cây này đội hiệu hiệu Nissan Motor. Đội được nhiêu có để không ta? Nissan Motor. Cái này đội nhiêu ký không biết mà anh, hơi cong chút rồi. 100 ngàn. Cái này nó hơi bị cong chút xíu rồi, nhưng mà nó còn nó cong bị cong cái cốt này nè, chút xíu rồi, nhưng mà nó bây giờ mình còn dặn lên xuống bình thường. Nó đội nhiêu tấn không có bị rẻ luôn. Biết là hiệu Nissan Motor thôi à. 750 kg mát. Mát luôn. Yeah. Mát luôn. 750 kg, 150 ngàn luôn lên tầng. Ừ, 150. Cái cốt này mấy anh nó hơi cong nhưng mà nhưng mà còn dặn được 150 ngàn. Mã 95 150. 95 150 ngàn, cái cốt nó hơi cong nhẹ chút xíu nhưng mà còn dặn được mấy anh ơi. Nãy em tải tải là được 750 kg nha. Mã 95, 150 bao ship. 6 cái đầu bơm dầu mấy anh ơi. 96 là một cái bồn bơm dầu nha. Cái ống dài từ dưới lên tới trên đây là 1,4 tấc. 1m4. Ủa 1m4. Ừ. 1m4, 1m04 á.
1m04 phân. Cái này để dành bơm dầu trong thùng phi với anh. Đó, thì còn bơm được luôn cái này nè. Kiểu gì em? Dạ. Còn hột luôn. Không. Ừ, nghe hột á. Nó bị mất tiêu cái chỗ này nè mấy anh. Nè. Mất tiêu cây nè, về mấy anh kiếm cái cộng dây kẽm thọt qua nè. Nè. Nó mất cái cộng dây kẽm thọt vô trời thôi. Trời, nó không được vậy mà. Thọt qua đi, kiếm cái kẽm thọt nãy mới. Bơm này còn hụt ra luôn nè. Kiếm bịch đây thử coi. Nè cho cục này vừa. Thôi bậy. Cái bịch về em ngồi. Nè mấy anh nghe. Nó không bơm được là được nè. Rồi. Không gần luôn. Bơm cái hồi. Không dầu. Rồi, 96 cái này em bán giá 400 nha mấy người. 400.000. 96 400.000. 97 mấy anh thùng. 1 thùng, 2 thùng, 3 thùng, 4 thùng. 4 thùng luôn. Trời, thùng này còn đồ nghệ chổng cái gì mà nghe sột sạc ở chổng. Rồi, còn đồ nghệ hôm nay nữa mấy cha nội rồi. Con mũi đầu vít nè mấy anh. Con đầu vít, mũi phân cây. Mũi khoan cây, mũi khoan bê tông, mũi khoan sắt, còn mấy mũi. Còn nhiều lắm nè. Nè, nói chung phụ kiện nhiều. Còn trong thùng. Rồi ok, một cái thùng. Chiều đo chiều dài. Hai cái này đó. Chiều dài của nó là 3 tấc 3. Rộng 3 tấc 2. Cao từ dưới lên tới trên là khoảng 9 phân. Em có hai thùng giống nhau. Thùng này y chang luôn, nhưng mã thùng này không có phụ kiện nha. Còn thùng này có phụ kiện. Mã thùng có phụ kiện nó bị bể một xíu. Còn cái thùng mà không có phụ kiện thì nó không có bể nha. Rồi một thùng Makita rộng 3 tấc 3. Ủa dài 3 tấc 3, rộng 2 tấc 8. Cao từ dưới lên tới trên là 7 phân luôn. Thùng này là thùng ngủ nha. Ở trong cũng rộng rộng vậy nè. Đó, đựng con máy bắn vít vừa. Rồi một cái thùng này thùng gì luôn. Cũng bằng ngủ luôn, trời ơi, phụ kiện nhóc luôn anh ơi. Còn được mấy cục khẩu trong đây nha. Cái thước này chắc hư rồi nha. Còn được một cây vít với mấy cục khẩu. Thùng thì bằng mũ, cũng khá là rộng, vậy mấy con đựng gì được đựng. Size là chiều dài, nãy nhiêu quên rồi. 3 tấc 4, rộng 2 tấc 3. Cao từ dưới tới lên tới trên là 8 phân. Rồi em có 4 thùng, em bán 150.000. 97.500 em anh, 4 thùng. Trời, phụ kiện trong đủ rồi, 97.500. 98 nha, em có cái này à. Xích. Xích để mấy anh móc cái gì đó anh móc. Cái cộng dây xích có 2 móc là dài 2m8. Còn cái cộng mà không có móc là dài 3m. Mà một cộng hả? Anh Tân, quên rồi. Cái cộng mà có móc dài 2m8, còn cộng không có móc thì dài 3m. 2m8 là cộng hả? Cộng nó dài 2m8 á. Rồi cộng móc hả? Ừ. Cộng này chiều dài là 2m8 mà anh. À, còn khá là mới. Cộng này không có móc. Có móc nè. Cộng này không có móc. 2m8. 3m. Còn cộng này không có móc nhưng mà hơi xét xét, nhưng mà không có một nha, dính nước thôi à. Nói chung còn có được 3m. 3m nha mấy anh. Cộng này 3m, cộng này 2m8. Rồi 280.000, mã 98, 280 bao ship. Sẽ bán nhiều. Nó bán nhiều. Rồi một cái ba la gì quên rồi. Cái tờ. Cái tờ để mình quay dây bẹ. Dây này bản 5 phân nha mấy anh. Dây trong cũng còn khá nhiều. Hoạt động ok. Nó chỉ có không có cái này thôi à. Cái tay quay vậy nè, mất tiêu rồi. Nhưng mà nó còn xây được. Ngày sáng. Không nữa. Nói chung là hoạt động ok lắm anh. Mới lắm. Giờ mình chế cái tay quay vô đây. Được rồi. Được rồi. Nhiều lắm á. Nhiều. Vậy nè mấy anh, rất là nhiều luôn nha. Về có làm gì được làm. Tại nó dính trong đó luôn, mày muốn đâu gỡ là được đâu. Mệt. Chứ dài sao dài. Rồi nói chung là hoạt động ok nha mấy anh. 99, 240 bao ship. Trời ơi. Máy 100 thanh lý hết đóng rồi luôn. Cái này là cây gốc nha mấy anh. Cái này inox nè, 15-30. Trời ơi, thanh lý hết đóng rồi luôn, dữ nè. 15-30 inox.
15:30 mà hơi cong nha, về chỉnh sửa lại nha. Con này cũng 15:30. Ủa cái này nó dày cui luôn á anh, mà số là không còn thấy nữa nha, cũng 15:30 luôn. Rồi cây này á, nó là số hệ in rồi. Còn cây này á, nó bị gãy xôm, bị gãy một chút xíu rồi, nay nó còn 8, chừng này chiều về nó 36. Còn cây này nó bằng đồng, bằng thau gì nó dần tươi rồi, mà số nó là chữ nhật không nha. Cây này á, thì bề ngang nó 25, chiều dài 50. Còn đây cây nữa, cây này cũng hệ phần, hệ viết gì rồi, nhưng mà nó bị gãy đây xíu nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây, 140, mã 100. 100 140.000 bao ship rồi hết luôn. Em nay em có 100 mã à. Anh nào thích mã nào thì cứ gọi điện chốt mã đó nha. Tới đây em kết thúc video. Xin chào tạm biệt tất cả anh mấy chú. Hẹn mấy chú trong video sau của em nữa nha. Bye bye.